Mình sẽ lên thờ phượng một lúc trước nhé. Shikari di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 d
Hallelujah. Anh chị em chúng ta đến với Chúa đây, anh chị em ơi, cùng nhau cầu nguyện thuận lòng đây, anh chị em ơi. Mong là mục thư sẽ hướng dẫn chúng ta cùng tôn vinh Chúa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lời bài hát gửi cho anh em vào trong phần chat nhé. Chúa cha ơi, sức sống
trên cơ. Linh Chúa ngập tràn nơi đây, Linh Chúa đến làm biến lòng chúng con. Chúa cha ơi, đổ đầy linh thánh Chúa, thánh linh ơi, xin đến hạ thổ. Chúa cha ơi, sức giàu trên con, thánh linh ơi, xin đến để hạ thổ. Chúa cha ơi, Amen. Chúng con mỗi người một nơi, chúng con kết nối trong Thánh Linh. Amen. Hallelujah. Chikara pa 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 Thank you.
thì không biết tay nào mà muốn muốn đời sau lòng con vẫn yêu lại mưa kéo tròn đời con luôn ngày ca ấm đẹp bài ca đôn người cha với buồn lời quay đi quên anh bài chào tròn đời con luôn ngày ca hát khen ngài Alleluia, nơi nào Chúa được chào đón thì ngài sẽ đến. Và khi ngài đến thì ngài không đi tay không. Ngài sẽ đem bình an, đem sự sống, đem sự hạnh phúc, đem sự chữa lành, đem ân điển của ngài đến. Amen. Chị em chúng ta đã vào đầy đủ chưa? Rồi đó thầy ơi. Rồi bây giờ sẽ thầy sẽ cầu chào chị Thảo và có cái lời tiên tri sẽ khai cho anh em nha. Nhất là anh Thế khi thờ phượng thì
trong tâm linh tôi cảm Chúa đặt anh thế là cái hàng hàng đầu, tức là cái người, là người tiên phong, người trong trong quân đội ấy, thì mình sẽ là người tiên phong, mình sẽ đứng hàng đầu, là mình sẽ là người mở đường để cho những người khác đi theo. Nhưng mà đồng thời thì cái người tiên phong đấy cũng rất là nguy hiểm, vì nếu mà đạn bắn thì mình sẽ là người bị có khả năng trúng đạn đầu tiên. Nhưng mà khi mà Chúa đặt để anh làm cái người tiên phong, thì người đứng ở hàng hàng mặt tiền á, thì Chúa cũng sẽ sức giàu thêm sức mạnh và trang bị để mình có thể làm được công việc của Chúa. Nhưng mà luôn luôn cần có một cái sự hỗ trợ và một cái sự giúp đỡ từ những người phía đằng sau. Thì nếu như mà mình đứng ở nơi tiền tuyến, ở nơi ngay mặt tiền á, mà không có sự hỗ trợ đằng sau á, thì khá là nguy hiểm. Và cần có người đằng sau để nhìn thấy được kẻ thù đang núp ở cái chỗ nào, để có thể chỉ cho mình, để mình có thể lánh được cái điều đấy, và đồng thời mình cũng có thể tấn công lại, phản công, vừa phản công và vừa phòng vệ. Trong cái lãnh vực thuộc linh thì nó còn khốc liệt hơn rất là nhiều so với lãnh vực thuộc thể. Kẻ thù sẽ vây xung quanh những cái người mà đứng ở hàng tiên phong, cho nên là bản thân anh phải liên tục ở trong Chúa, núp mình ở trong Chúa, và cần có những người cầu nguyện hỗ trợ, có thể là bây giờ hoặc là khi mà anh về Việt Nam ấy, thì sẽ sử dụng trong cái lĩnh vực như vậy. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hạnh có amen, cảm ơn. Hạnh thường hay cầu nguyện không? Hạnh. Dạ một số kêu con. Hạnh có hay cầu nguyện không? Dạ có ạ. Mà Hạnh đã được báp têm thánh linh chưa? Được cầu nguyện tiếng lạ chưa? Tiếng mới. Dạ báp têm thánh linh rồi ạ. Cầu nguyện tiếng mới rồi ạ. Có thường xuyên cầu nguyện không? Dạ có. Thầy nhìn thấy cái hình ảnh Hạnh giống như là một cái bức tượng đứng giang tay ra ở cái vùng quê của mình ấy, nhưng mà hướng về phía mặt biển. Dạ. Đứng ở đấy nhưng mà mình hướng ra biển, hướng ra biển. Dạ. Thì hình ảnh của cái người canh giữ, hình ảnh của người canh giữ, tức là khi mà Hạnh cầu nguyện cho Phan Thiết là quê hương của mình, hay cầu nguyện ở Việt Nam hay Malaysia, cho gia đình, cho hội thánh, thì là Hạnh đang thi hành cái chức vụ của một cái người canh giữ. Vì những cái lời tiếng lạ khi mà Hạnh cầu nguyện thì Hạnh không hiểu. Thì trong cái nội dung của những lời cầu nguyện đấy là bao gồm cái lời cầu nguyện để xin sự bảo vệ, xin sự bảo vệ cho vùng đất của mình và bảo vệ. Nó mang cả ý nghĩa thuộc linh và thuộc thể. Nên là cần phải học tập để tiến lên một chút nữa sâu hơn trong sự cầu nguyện. Ngoài cầu nguyện cầu xin là cầu nguyện cho các nhu cầu, bên cạnh đó là cầu nguyện cho chiến trận đó, tức là để bảo vệ khỏi kẻ thù, cầu nguyện cảnh báo đó. Thì để nhìn thấy Hạnh giống như cái tượng đứng lên này cao hơn tất cả, thì ở đây là cái nhìn thấy những cái mà người khác không nhìn, để cảnh báo lại cho mọi người trong Amen. Trong danh của Chúa Giêsu con cầu nguyện này, khai phóng linh cầu nguyện sự khải thị thuộc linh cho đến trên Hạnh, và con cầu Amen giúp đỡ cho người trẻ em con để nhận biết được những cái chiến trận thuộc linh, nhận biết Amen đang đến bằng như thế nào, và để bảo vệ cho thành của mình, bảo vệ cho đất nước, và bảo vệ cho cộng đồng của mình, cho hội thánh của mình. Con cảm tạ ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, con cảm ơn mục sư ạ. Ok, bây giờ mình bắt đầu học lời Chúa nhé.
Anh chị em là muốn chia sẻ điều gì trước khi mình học lời Chúa không? Xin chào Kim Huệ này, Thảo Vân này. Này đâu? Em sẽ chào tất cả anh chị em trong buổi học. Vì xin Chúa sức giàu đầy dẫy trên hết thảy buổi tối hôm nay. Galaxy A71 là của ai? Chị Thúy. À Thúy, Chúa ban phước cơ Thúy. Thúy đang trên đường về mà vẫn vào đấy. Cảm ơn Chúa lắm, cảm ơn Chúa. Đang trên đường đi giao hàng hay sao? Đi cẩn thận. Ok, chúng ta sẽ học Kinh Thánh, học lời Chúa nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ học trong cái dạng hình thức tương tác, là trong khi tôi chia sẻ thì mọi người có thể cắt ngang, có thể hỏi cắt ngang. Mình sẽ tương tác chứ không phải là tôi giảng một chiều sau đó thì mọi người cứ ngồi im lặng mà nghe. Dạ, rồi. Chúng ta có biết tháng này là tháng mấy không ạ? Có ai để ý tháng này là tháng mấy? Tháng 3 một chút. Vâng, tháng 3, nhưng mà tháng 3 nó có cái gì đặc biệt không? Có mọi người có suy nghĩ cái tháng này nó có gì đặc biệt hơn tháng khác không? Đúng rồi, tháng này là tháng Chúa chết và Chúa phục sinh. Chúa chết vào khi nào? Anh chị em ơi, xem ở bên nào máy ai mà không ấy thì tắt đi. Âm thanh ổn. Khi nào mình trả lời là mình mở mic. Này, câu hỏi là Chúa Giêsu chết khi nào? Giữa sự chết và sự phục sinh của Chúa là cách nhau 3 ngày đúng không ạ? Nhưng mà Chúa chết vào khi nào? Có ai biết không ạ? Chúa Giêsu chết vào lễ vượt qua. Anh chị em đọc Kinh Thánh có để ý không? Rồi, bây giờ tôi sẽ dở cho anh chị em xem cái câu Kinh Thánh đó. Trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu số 2, các ngươi biết rằng còn 2 ngày nữa thì đến lễ vượt qua và con người bị nộp và để chịu đóng đinh trên cây thập tự. Như vậy Chúa Giêsu sẽ chết vào lễ vượt qua. Câu hỏi tiếp cho anh chị em là tại sao Chúa Giêsu phải chết vào đúng lễ vượt qua mà không phải chết vào những cái thời gian khác? Lễ vượt qua có gì đặc biệt? Lễ vượt, thưa về trước khi hỏi trả lời câu hỏi đấy, mọi người trả lời là lễ vượt qua là lễ gì đã? Là ngày mà Chúa giải phóng dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Đúng rồi. Khi các thiên sứ vượt qua nhà của tất cả mọi người, từ người Ai Cập cho đến người Israel, nhà nào mà có huyết bôi trên mày cửa thì sẽ thiên sứ sẽ vượt qua, và nếu mà không có huyết thì thiên sứ sẽ vào và giết con trai đầu lòng. Và lễ vượt qua, cái lễ vượt qua đấy nó còn có những cái sự kiện nào liên quan nữa? Lễ vượt qua từ trong sách Xuất Ê-dụ-tô ký đấy thì nó có liên quan tới điều gì nữa nào? Thứ nhất là được liên quan đến sự giải cứu này, tức là thiên sứ của Chúa vượt qua và giải cứu các con trai đầu lòng này. Còn những cái sự kiện nào liên quan đến lễ vượt qua nữa? Chúng ta trả lời cứ được điều đấy thì chúng ta mới hiểu tại sao Chúa Giêsu lại chết trong lễ vượt qua. Chúng ta biết cái gì nói cái đấy? Im lặng quá. Ok, trong lễ vượt qua dân Israel được khai phóng rất nhiều tài sản và tiền bạc đúng không? Dân Israel bị nô lệ ở tại Ai Cập trong vòng bao nhiêu năm?
Ai có thể trả lời cho biết dân Israel bị nô lệ trong Ai Cập bao nhiêu năm không? Hơn 400 năm. 430 năm. Dạ. 400 năm hay 430 năm đều đúng, vì cái đấy nó tính từ tùy từng thời điểm khởi đầu. À, thì trong vòng 400 năm này là 400 năm mà họ bị đàn áp. Thì Chúa đã trả lại cho họ tất cả những cái công lao của họ vào cái ngày cuối cùng. Trước khi họ ra khỏi Ai Cập, Chúa cảm động lòng người Egypto để lột tất cả những cái của cải tài sản quý báu đưa cho người Israel. Cho nên có cái câu nói là dân Israel lột trần người Egypto là như vậy. Chúng ta nhớ từng sự kiện một nhé. Thứ nhất là thiên sứ vượt qua để giải cứu con trai đầu lòng này, và đồng thời đoán phạt này nhé. Những cái chi tiết rất quan trọng này, giải cứu thì nó đi kèm với đoán phạt, tức là giải cứu Israel và đoán phạt người Egypto này. Đồng thời Chúa khai phóng cái gì? Khai phóng về tài chính, tiền bạc, tài sản cho dân Israel này. Và cái gì nữa? Dân Israel kinh nghiệm rất nhiều phép lạ. Và phép lạ lớn lớn nhất đó là phép lạ rẽ biển đỏ, không? Có thể tạm coi là cái phép lạ lớn nhất khi dân Israel được kinh nghiệm một cái phép lạ mà muôn thuở không bao giờ quên. Sau phép lạ đó thì dân Israel tiến vào trong đồng hoang và họ lại kinh nghiệm tiếp cái điều gì? Kinh nghiệm nước này. Chúa làm đá chảy ra nước cho họ đấy. Kinh nghiệm nước Mara đắng trở nên ngọt này. Kinh nghiệm bánh mana từ trên trời rơi xuống này. Như vậy là trong cái thời gian lễ vượt qua họ kinh nghiệm điều gì đấy? Sự chu cấp. Sự chu cấp từ ngày Ai Cập và sự chu cấp siêu nhiên từ trên trời rơi xuống cho họ. Và trong cái giai đoạn này Chúa thiết định, đó là giai đoạn của năm mới. Năm mới mà Chúa thiết định cho dân Israel chính là cái thời điểm của lễ vượt qua. Khi chúng ta nói đến từ năm mới thì chúng ta sẽ hiểu là nó nói lên cái ý nghĩa gì. Chấm dứt cái cũ, bước sang cái hoàn toàn mới. À, chấm dứt cái chu kỳ của nô lệ 400 năm để bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn được thay đổi và hình thành nên một dân tộc độc lập, tự do và hoàn toàn có Đức Giê-hô-va làm chủ họ, chứ không phải là Pha-rô làm chủ họ. Thay quyền đổi chủ bắt đầu từ lễ vượt qua trở đi. Như vậy lễ vượt qua mang một cái ý nghĩa rất là lớn. Bây giờ quay trở lại câu hỏi đầu tiên là tại sao Chúa Giê-xu lại chết trong lễ vượt qua mà không phải là lễ khác? Bây giờ chúng ta xem cái điểm tương đồng nha. Trong lễ vượt qua ở sách Xuất Ê-dê-tô ký thì dân Israel đã kinh nghiệm được các phước hạnh đấy. Còn khi Chúa Giê-xu chết ở lễ vượt qua thì Ngài đem cái điều gì cho con người? Xóa bỏ tội lỗi. Xóa bỏ tội lỗi. Ok. Gì nữa? À, giống như là phục sinh lại, trở thành một con người mới vậy đó. Giải phóng dân Israel, được giải phóng ra khỏi quyền lực của Pharaoh. Thì khi Chúa Giê-xu chết thì những người đi theo Ngài, tin theo Ngài được giải phóng ra khỏi quyền lực của Satan. Gì nữa? Thay đổi địa vị. Địa vị của dân Israel trước kia làm nô lệ, bây giờ họ được tự do. Địa vị của những người không có Chúa Giê-xu thì là con cái của ma quỷ. Khi tin Chúa Giê-xu thì Chúa Giê-xu chết thì Ngài biến tất cả những người tin Chúa Giê-xu trở thành cái địa vị làm con của Ngài. Còn gì nữa? Con của Ngài. Đúng rồi. Còn gì nữa? Và được hưởng, quay trở lại thờ phượng Chúa và được hưởng sự sống đời đời nơi Chúa. Chúng ta có thấy cái sự tương đồng giữa câu chuyện của lễ vượt qua đầu tiên và lễ vượt qua của Chúa Giê-xu không ạ? Dân Israel khi làm lễ vượt qua họ phải ăn rau đắng. Có phải không? Chúa Giê-xu có phải ăn rau đắng không? Có, Ngài phải uống chén đắng. Chúng ta thấy điểm tương đồng chưa ạ? Dân Israel phải ăn rau đắng
Chúa Giêsu cũng phải uống chén đắng. Chén đấy đắng đến nỗi mà Chúa Giêsu mới nói với Đức Chúa Cha rằng nếu có thể được thì xin cho chén này cất ra khỏi con. Đó là sự tương đồng. Nhưng mà chén đắng mà dân Israel phải mang là dẫn đến gì? Dẫn đến sự giải phóng và sự tự do. Và chén đắng mà Chúa Giêsu đã bằng lòng mang cũng dẫn đến sự giải phóng và sự tự do. Và chúng ta đang sống ở trong cái mùa của lễ vừa qua đấy. Tại sao Chúa Giêsu phải chết vào lễ vừa qua mà không phải chết vào lễ khác? Bởi vì Cựu Ước chính là hình bóng của Tân Ước. Và tất cả những cái thời điểm Chúa làm việc đều có thời điểm của Ngài, không phải tự nhiên mà Chúa Giêsu đến thế gian vào đúng thời điểm đấy. Ngài bắt tem vào thời điểm đấy và Ngài chết vào thời điểm đấy, Ngài sống lại vào thời điểm đấy đâu. Tất cả mọi cái nằm trong chương trình và kế hoạch của Đức Chúa Trời hết. Cho nên vấn đề là những người như chúng ta là những người đã biết đến Chúa, đã đi theo Chúa. Chúng ta nếu mà anh chị em mới tin Chúa thì chúng ta chỉ cần biết đơn giản là tin Chúa Giêsu được tha thứ tội lỗi và được cứu rỗi linh hồn, qua đời chúng ta được lên thiên đàng, đó mới chỉ là bước khởi đầu thôi. Nhưng mà khi nhận biết Chúa rồi thì chúng ta cần phải nhận biết sâu hơn nữa là tại sao Chúa chết vào thời điểm đó, tại sao Chúa sống lại vào thời điểm đó, và nó có ý nghĩa gì cho đời sống chúng ta ngày hôm nay. Đấy, thì chúng ta cần phải học biết về cái thời điểm của Chúa để có thể kinh nghiệm được phước hạnh từ nơi Ngài. Vì ở mỗi một thời điểm khác nhau thì Chúa khai phóng những điều khác nhau. Giờ hỏi anh chị em thêm một số câu nữa liên quan đến thời điểm của Chúa để cho chúng ta hiểu biết như nào về lĩnh vực này nhé. Tại sao Chúa Giêsu lại đến thế gian vào đúng cái thời điểm đấy mà lại không phải là thời điểm khác? Tức là cách đây 2.000 năm. Sao không phải là cách đây 4.000 năm đi? Tại sao không phải là 5.000 năm đi? Sao Chúa Giêsu đến ngay sau thời kỳ của Adam hoặc ngay sau thời kỳ của Noe đi? Hoặc là thời kỳ của David đi? Mà tại sao Ngài lại phải chờ đến 4.000 năm sau? Ai có câu chuyện, có ai có suy nghĩ gì không ạ? Để ứng nghiệm lời tiên tri em không chứ? Lời tiên tri gì ạ? Những lời tiên tri trong Kinh Thánh à? Nhưng Chúa phải đến đúng thời điểm. Mà thời điểm đấy là thời điểm nào? Thời điểm cách đây 2.000 năm. Rồi, đấy là câu hỏi để mọi người suy ngẫm. Bây giờ tôi hỏi thêm anh chị em một số câu liên quan đến thời điểm. Một ngày mới bắt đầu khi nào? Bắt đầu vào buổi sáng hay buổi tối hay vào khi nào? Một sư hỏi lại mình chứ. Một ngày mới bắt đầu vào khi nào? Bắt đầu vào lúc mặt trời mọc hay mặt trời lặn, hay là vào lúc nào, hay là vào giữa trưa? Là buổi sáng khi bắt đầu. Lịch Thái là lịch mình ấy, mình chứ. Và với hiểu biết của anh chị em thì là một ngày mới bắt đầu từ khi nào? Buổi sáng đúng không ạ? Rồi, trong cái nhìn của Chúa thì một ngày mới bắt đầu được khi nào? Mọi người đọc Kinh Thánh có để ý không? Bắt đầu lúc tờ mờ sáng. Không phải. Chúng ta xem ở trong Kinh Thánh có nói. Ngay chương đầu tiên. Sáng thế ký đoạn thứ 1. Ngày thứ nhất.
Chúa tạo nên ánh sáng. Câu số 5 nói rằng có buổi chiều qua đi, buổi sáng đến, đó là ngày đầu tiên. Rồi ngày thứ hai, Chúa phân cách ra bầu trời. Câu số 8 nói rằng buổi chiều qua, buổi sáng đến, đó là ngày thứ hai. Ngày thứ ba, Chúa tạo lên đất khô và thảo mộc. Câu số 13 nói rằng buổi chiều qua, buổi sáng đến. Ngày thứ tư, Chúa tạo lên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Thì câu số 19 nói rằng buổi chiều qua, buổi sáng đến. Ngày thứ năm, Chúa tạo ra chim và cá. Câu số 23 nói buổi chiều qua, buổi mai đến, đó là ngày thứ năm. Ngày thứ sáu, Chúa tạo lên loài thú trên đất và loài người. Câu cuối cùng cũng nói buổi chiều qua đi, buổi mai đến, đó là ngày thứ sáu. Như vậy là buổi chiều đến trước hay là buổi sáng đến trước? Trong cái nhìn ở Kinh Thánh đấy. Trong Thánh thì nó buổi chiều đến trước. Đúng rồi, nói là buổi chiều qua đi rồi mới đến buổi mai. Tức là một ngày mới trong cái nhìn của Chúa không phải bắt đầu bằng lúc mặt trời mọc mà bắt đầu bằng lúc mặt trời lặn. Đây là điều rất quan trọng nha, để chúng ta hiểu. Một ngày mới lịch của Chúa bắt đầu vào lúc mặt trời lặn, chứ không phải bắt đầu lúc mặt trời mọc. Khi mặt trời lặn thì người ta tính theo, người ta lệ thuộc vào cái gì? Ánh sáng của cái gì? Ánh sáng của mặt trăng, phải không ạ? Khi mặt trời lặn thì bắt đầu người ta lệ thuộc vào ánh sáng của mặt trăng. Rồi, bây giờ lại dẫn đến một cái vấn đề nữa. Là cái tây lịch mà chúng ta đang dùng đó, một tháng có 28, 29, 30, 31 ngày đó. Đấy là tính theo lịch mặt trời hay mặt trăng? Mọi người đã bao giờ nghiên cứu những điều đấy chưa? À, nếu không biết, không chưa nghiên cứu thì tôi cho anh em biết thông tin rằng cái tây lịch chúng ta dùng á là tính theo lịch mặt trăng. À xin lỗi, tính theo lịch mặt trời. Thế còn cái lịch của người Israel tính theo lịch của Kinh Thánh thì không tính theo lịch của mặt trời mà tính theo lịch của mặt trăng. Đấy. Như vậy chúng ta thấy nhá, một ngày bắt đầu bằng lúc mặt trời tàn và mặt trăng bắt đầu xuất hiện. Một tuần, một tháng, một năm cũng được theo Kinh Thánh, cũng được tính theo lịch của mặt trăng chứ không phải tính theo lịch của mặt trời. Và chúng ta sẽ suy nghĩ xuyên suốt cả Kinh Thánh để chúng ta sẽ thấy tại sao Chúa lại hành động như vậy, và cái điều đấy có ý nghĩa gì, và chúng ta có thể áp dụng gì, và Chúa khai phóng điều gì cho mỗi chúng ta. Chúa Giêsu bị bắt khi nào anh chị em? Bị bắt và bị chết khi nào? Hai thời điểm khác nhau. Chúa Giêsu bị bắt khi nào? Ai biết không? Sau khi dự tiệc thánh đó thầy. Sau khi dự tiệc. Gọi là dự tiệc. Cái từ thánh đấy là từ chúng ta gọi. Sau này đến cái sách của Phaolô thì mới gọi đó là thánh, còn bản thân nó là một bữa tiệc. Bữa tiệc ăn thực sự đấy chứ không phải là cái chén với cái bánh bé bé mà chúng ta ăn đâu. Nhưng mà ăn tiệc đấy là ăn tiệc vào nào, bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối? Bữa tối. À, chúng ta để ý dùng cái thời gian nha.
thời gian đối với Chúa rất quan trọng đấy. Một ngày mới bắt đầu vào lúc chiều tối. Chúa Giêsu bị bắt vào lúc chiều tối và Chúa Giêsu chết vào khi nào? Dạ, Chúa Giêsu cũng chết là 3 giờ chiều, là buổi chiều tối ạ. Giăng đoạn 19 câu số 14, và bấy giờ là ngày sắm sửa và lễ vượt qua, độ chừng giờ thứ 6. Chuẩn bị bước sang một ngày mới. Chúa Giêsu sống lại vào khi nào? Buổi sáng. Chỗ nào cho chúng ta biết như vậy? Giăng Ma-thi-ơ đều có. Chúa Giêsu không sống lại vào buổi sáng mà các môn đồ đến thăm mộ Chúa vào buổi sáng. Chứ không phải Chúa sống lại vào buổi sáng. Vì khi các môn đồ đến thăm ngôi mộ là lúc đấy đã không có xác Chúa Giêsu trong đó rồi. Như vậy Chúa Giêsu sống lại trước khi các môn đồ đến. Như vậy Chúa Giêsu sống lại khi nào? Chúa Giêsu thời điểm đó không có thời gian, không biết chính xác ngày Chúa sống lại. Không có, Kinh Thánh không có ghi lại giờ Chúa Giêsu sống lại, nhưng chắc chắn Chúa Giêsu không sống lại vào buổi sáng. Vì lúc sáng Chúa Giêsu đến hiện ra lúc các môn đồ đang làm vườn đến thăm mộ. Có những người đang làm vườn ở tại nơi đó. Như vậy chúng ta biết rằng Chúa Giêsu sống lại trước giờ sáng. Như vậy nó nằm ở trong cái khoảng khi nào? Khoảng từ mặt trời lặn của ngày thứ bảy cho đến trước mặt trời mọc của ngày chủ nhật. Chúng ta suy nghĩ tất cả những khoảng thời gian đó nhé, nó đều rất là quan trọng đối với Chúa đấy, không phải tự nhiên đấy nha. Chúng ta nhớ rằng chỉ có chúng ta mới làm việc ngẫu hứng thôi. Con người mới làm việc ngẫu hứng, chứ Thiên Chúa không bao giờ làm việc ngẫu hứng. Ngài đã lên kế hoạch cho mọi cái và mệnh nó chi li chi tiết, từng ly từng tí, chi tiết đến nỗi mà chúng ta không thể nào mường tượng được, và chi li đến từng chân tơ kẽ tóc. Và tất cả những điều đấy nó đều có ý nghĩa hết nhỉ. Không có một cái nào là không có ý nghĩa. Rồi, hỏi thêm các bạn một chút về thời gian và thời điểm của Chúa. Nếu mà Chúa Giêsu sống lại vào ngày thứ nhất ở trong tuần lễ, vào tầm trước sau mặt trời mọc và trước mặt trời lặn, thì Chúa Giêsu đổ Thánh Linh xuống khi nào? Khi Chúa sống lại. Sau khi Chúa sống lại bao lâu? Không phải tính được. Chúa sống lại là đã có rồi. Chúa đổ Thánh Linh xuống vào ngày lễ ngũ tuần là trong công vụ đoạn 2. Lễ ngũ tuần là 50 ngày. 50 ngày kể từ ngày lễ vượt qua. Đây chúng ta suy nghĩ rằng tại sao Chúa lại đổ Thánh Linh vào đúng ngày đó mà không phải là trước đó hoặc là sau đó. Câu hỏi rất khó trả lời đúng không ạ? Nhưng mà cái điều đấy là giúp cho chúng ta để suy ngẫm một cách cẩn thận hơn về cái chương trình của Chúa đấy. Tức là Đức Chúa Trời làm mọi việc đều có thời điểm của Chúa, mà con người của chúng ta phải vận hành theo lịch của Chúa, chứ chúng ta đừng mong Chúa vận hành theo lịch của con người. Chúng ta phải khám phá lịch của Chúa. Chúa Giêsu đến thời gian đúng thời điểm, làm mắc tem đúng thời điểm,
bị bắt đúng thời điểm, chết đúng thời điểm, sống lại đúng thời điểm, và đổ Thánh Linh ngài xuống hội thánh vào ngày lễ Vũ Tuần cũng đúng thời điểm. Đến đây anh em có câu hỏi gì không? Mục sư hỏi lại câu hỏi mục sư. Tức là Chúa hành động tất cả mọi việc đều có thời điểm của Chúa và mọi thời điểm đều có ý nghĩa của nó. Đến tại chỗ này thì có ai có cái thắc mắc, có câu hỏi gì không trước khi tôi chia sẻ tiếp? Lúc nãy cái câu hỏi mà mục sư đưa ra là tại sao Chúa Giêsu lại đến sau 4.000 năm là em chưa hiểu và chưa nhận được câu trả lời. Rồi. Cảm ơn. Có ai có câu hỏi gì khác không? Em cũng muốn hỏi tại sao ngài lại đổ thần của Đức Thánh Linh xuống ngày lễ Ngũ Tuần ạ? Sau khi mà ngài sống lại, sau 50 ngày sau ngài mới đổ thần ngài xuống. Em cũng muốn hỏi câu hỏi đó. Đây là những cái điều rất là hay, câu hỏi rất là hay. Thế thì chúng ta lại phải học sâu hơn nữa về cái lễ Ngũ Tuần là lễ gì. Đó, thì tất cả những cái điều này nó là cả một cái nếu mà có thời gian thì chúng ta một lúc khác chúng ta sẽ đi sâu vào, đi rất là sâu vào. Nhưng mà đây thì chỉ gợi cho các bạn hiểu một điều rằng là không phải tình cờ mà Chúa làm việc trong ngày đó nha, mà Chúa vận hành theo thời điểm. Chúa vận hành theo thời điểm, và khi con người của chúng ta vận hành đúng với sự vận hành của Chúa thì chúng ta mới kinh nghiệm được cái phước hạnh của Chúa. Có nghĩa rằng là mỗi một thời điểm khác nhau Chúa sẽ khai phóng những điều khác nhau. Mỗi một thời điểm khác nhau thì ma quỷ nó cũng vận hành ở mức độ khác nhau. Rồi bây giờ thêm một chút nữa hỏi các bạn về thời điểm của Chúa. Khi Gia-cốp vật lộn với thiên sứ thì thiên sứ nói gì với Gia-cốp? Có ai nhớ không? Câu mà Gia-cốp nói với thiên sứ thì nhiều người nhớ, nhưng mà câu mà thiên sứ nói với Gia-cốp thì lại có khi ít người để ý. Em chỉ nhớ là thiên sứ nói với Gia-cốp là giờ sẽ không còn tên là Gia-cốp nữa mà là sẽ đổi thành tên Israel. Rồi. Có nghe là em có nghĩa là vật lộn thì ngươi đều được thắng ấy. Thắng vật lộn thắng được chứ trời. Thắng được chứ trời. Còn một câu nữa mà thiên sứ nói đó là gì? Trời gần sáng rồi hãy để cho ta đi. Có ai nhớ câu đấy không? Có ai nhớ câu thánh đâu? Trời gần sáng rồi hãy để cho ta đi. Bây giờ câu hỏi của tôi cho các bạn là trời gần sáng rồi liên quan gì tới cái việc mà thiên sứ phải đi trước khi trời sáng? Nè, đoạn 32 câu số 6 là người đó bảo Gia-cốp thôi để ta đi mà trời sắp mọc rồi. Đấy, chúng ta thấy không? Bây giờ hỏi các bạn là thiên sứ làm việc thì 24/24 liên quan gì đến cái việc mà phải là sáng mới tối? Mọi người thử suy ngẫm xem nào.
Rồi, yên lặng quá. Thì bây giờ hỏi thêm câu hỏi nữa nhé. Anh chị em đọc Kinh Thánh đấy, thì thường Chúa phán với các nhân vật trong Kinh Thánh vào cái giờ nào trong ngày? Vào buổi tối ạ. Sao viết chỗ nào? Ê, cái này tùy cái buổi sáng cũng có mà. À. Chú ơi, Samuel ấy à? Samuel nào chú cũng phán, nhưng mà thường thường tần suất, tức là nhiều, diễn ra nhiều hơn lúc khác. Chú phán lúc ngủ như Samuel ra cốt. Đúng rồi, chúng ta thấy từng nhân vật một nhé. Một loạt các nhân vật trong Kinh Thánh. Abraham gặp Chúa khi nào? Trong ban đêm khi giấc ngủ. Isaac, Jacob, Joseph nhận được sự khải thị của Chúa khi nào? Trong ban đêm. Đúng không ạ? Một loạt các cái câu chuyện này trong Kinh Thánh chúng ta thấy là thường là Chúa phán ở trong ban đêm nhiều hơn. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ xem tại sao lại là ban đêm mà không phải là ban ngày. Bây giờ câu hỏi mở rộng đây. Anh chị em đã xem phim ma Trung Quốc chưa? Đã từng xem phim ma Trung Quốc à? Xem rồi. Xem phim ma Trung Quốc ấy, thì thường ấy, cái ma, con ma nó sẽ mất đi quyền lực khi nào? Cái ban ngày. Tức là khi mặt trời mọc lên cái là con ma nó sẽ biến đi, nó mất đi quyền lực, đúng không? Rồi, đấy là phim ảnh. Mà phim ảnh thì nó phản ánh cái niềm tin của mọi người. Thì bây giờ tôi hỏi mọi người là tại sao cái niềm tin đấy nó đến trên người Việt và người Trung Quốc? Tức là ma vận hành vào buổi tối, và đến khi sáng lên ấy, thì ma nó sẽ mất ít nhất là mất bớt quyền lực. Đã bao giờ chúng ta suy nghĩ đến điều gì? Nếu như vậy thì theo thầy nói là lịch của Chúa buổi tối là ngày, còn buổi sáng là đêm của Israel như lịch. Vậy có nghĩa là ngày mới. Ừ. Nhưng mà cũng không đúng. Ừ. Nhưng sao em không hiểu? Chưa hiểu đúng không? Cứ từ từ bình tĩnh. Tại vì người âm thường xuất hiện trong đêm. Hoa sốt ruột quá. Hoa sốt ruột quá. Đó mới vấn đề là phải để ý vào Kinh Thánh như thế đấy. Chúa Giêsu nói rằng là ai đọc phải để ý mà. Nên nhiều khi chúng ta chưa biết được cái sự vận hành của Chúa và các thế giới linh khi mà chúng ta chưa thực sự để ý tới những cái chi tiết này. Để chúng ta xem Ê-phê-sô nha. Đoạn 4 câu số 26, câu 27, đoạn 4 câu 26, 27. Chưa, chúng ta giờ được chưa? Khi đang nóng giận, chớ nên phạm tội, và hãy nguôi giận trước khi mặt trời lặn. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại nói rằng Phaolô lại nói rằng là đừng giận cho tới khi mặt trời lặn. Tại sao không nói rằng là đừng giận cho tới khi mặt trời mọc? Ông lại nói tại vì giận. Lúc đó là cái lúc mà ma quỷ nó dễ vận hành, cho nên nếu mình còn giận lúc đó là mình dễ đi giết người lắm. Ừ.
Câu 27 nó có trả lời đấy, có phần câu trả lời ở trong câu số 27 này. Đừng tạo cho ma quỷ cơ hội đánh bại anh chị em. Như vậy là chúng ta thử suy nghĩ nhé. Thường nóng giận thì cũng sẽ là tạo cơ hội cho ma quỷ, đúng không ạ? Cái điều này điều ai cũng hiểu, ai cũng hiểu rồi. Nhưng mà tôi muốn anh chị em nhìn ở một cái góc độ khác hơn nữa, đó là chớ nóng giận cho tới khi mặt trời lặn. Như vậy cái việc mặt trời lặn với việc ma quỷ tạo cơ hội cho ma quỷ tấn công thì nó có liên hệ gì tới nhau không? Có liên hệ. Rồi bây giờ gạt Kinh Thánh sang một bên, bây giờ chúng ta thảo luận thực tế một chút về người Việt Nam chúng ta nhé. Anh chị em thấy rằng là quyền lực của ma quỷ nó thường vận hành mạnh nhất vào những cái thời điểm nào của ngày và của năm? Khi nó vận hành thì nó sẽ dẫn đến cái kết quả. Cái kết quả của nó là gì? Nếu mà khi ma quỷ vận hành thì sẽ dẫn đến việc là người ta uống rượu nhiều hơn này, say rượu nhiều hơn này, rồi đánh nhau, giết nhau này, tai nạn giao thông này, ngoại tình này, nạo phá thai này, vân vân, những cái tội ác đấy. Thì thực tế so với những gì chúng ta biết ở Việt Nam của mình ấy, thì những cái giờ nào và những cái giai đoạn nào trong trong ngày, trong trong tháng, trong năm thì ma quỷ nó vận hành nhiều hơn? Theo em thì ma quỷ nó kiểu như là nó ăn đêm ấy, nó vận hành từ lúc đêm khuya, từ khoảng 2 giờ đến sáng ấy, cho đến lúc 5 giờ sáng ấy. Cái này với này mà về những nó tấn công nhiều vào những cái ngày mà lễ hội ấy, người ta cúng vái nhiều rồi thì đó cơ hội đấy là nó tấn công ấy, phải không thầy? Đúng chưa? Cái này tôi đang hỏi anh chị em mà, đây là thực tế mọi người sống là người Việt Nam mà chúng ta biết chứ. Đây chưa nói đến Kinh Thánh mà đang chỉ nói đến thực tế của Việt Nam. Việt Nam với Trung Quốc rất là giống nhau cho nên là mọi người sống bên đấy gần với Hoa chúng ta cũng biết. Những ngày lễ hội nhỉ, nó cúng vái nhiều thì nó càng tấn công nhiều. Em nghĩ vậy. Đấy là những ngày nào? Ngày hôm rằm và ngày mùng 1. Đấy là ngày năm mới, Tết Việt Nam tới Trung Quốc. Thường người ta cúng bái nhiều thì tai nạn rất là nhiều. Và những cái thống kê đó là người ta cho biết rằng là vào những cái dịp Tết ấy, thì tỷ lệ tai nạn giao thông và tỷ lệ người chết thì sẽ thường đông hơn rất nhiều so với những ngày thường. Và những ngày trăng tròn và những ngày trăng, đặc biệt những ngày trăng tròn thì tỷ lệ những cái vụ tai nạn giao thông nó cao hơn rất nhiều, và ngày siêu trăng thì cái tỷ lệ đấy còn cao hơn nhiều nữa. Đấy là những cái sự thật được thống kê. Và những cái ngày lễ hội đấy thường nó diễn ra theo lịch mặt trăng hay mặt trời? Mặt trăng là lịch âm. Mặt trời một chút. Mặt trăng là lịch âm, mặt trời là lịch tây, tây lịch. À, như vậy thì lịch âm này một chút. Theo lịch âm đúng không ạ? Theo lịch mặt trăng đúng không? Ok. Rồi, chúng ta đã nhìn thấy cái điểm tương đồng chưa? Đã thấy điểm tương đồng chưa? Là Chúa vận hành theo lịch mặt trăng và ma quỷ cũng vận hành theo lịch mặt trăng. Hãy suy nghĩ điều đấy nha. Chứ không phải lịch mặt trời. Chúa vận hành theo lịch mặt trăng, ma quỷ cũng vận hành theo lịch mặt trăng. Mà chúng ta sẽ thấy nha, cái gì mà thiên đàng có thì địa ngục nó cũng sẽ có. Bởi vì nó là kẻ bắt chước. Vì vốn dĩ nó gốc gác từ thiên đàng mà ra mà. Quỷ Lucifer là xuất phát từ thiên đàng khi sa ngã.
Cho nên những cái mô hình của thiên đàng nó dập y như vậy ở dưới, đối với thế giới địa ngục. Thế cho nên là khi mà Chúa vận hành theo lịch mặt trăng thì ma quỷ nó cũng vận hành theo lịch mặt trăng. Điều đấy có nghĩa là đến thời điểm, đến một cái thời điểm nào đó của Chúa, khi Chúa muốn khai phóng phước hạnh ấy, thì ma quỷ nó sẽ tìm cách để làm cản trở phước hạnh đấy đi. Và ở mỗi một thời điểm khác nhau thì Chúa khai phóng những điều khác nhau cho hội thánh của Chúa. Đó. Cho nên vấn đề là chúng ta phải biết, phải biết về cái lịch của Chúa để vận hành đúng cái lịch của Chúa. Bây giờ chúng ta suy nghĩ nha, trong Kinh Thánh Chúa có dạy dân sự của Chúa vận hành theo lịch mặt trăng hay không? Thứ nhất là đối với dân Israel, năm mới của họ Chúa thiết lập là bắt đầu vào khi nào? Vào lễ vượt qua. Và lễ vượt qua đấy là đúng ngày Chúa Giêsu chịu chết. Chúng ta thấy chưa? Khi Chúa Giêsu chịu chết tưởng chừng như là một điều tồi tệ, ma quỷ đã nghĩ là nó đã thành công, nhưng mà thực ra nó đã thất bại. Vì khi Chúa Giêsu chịu chết thì Ngài khai phóng vô vàn các phước hạnh ở trên trời xuống cho dân sự, cho những người tin theo Ngài. Cho nên là vào đúng cái thời điểm đấy, những người nào mà tiếp nhận Chúa Giêsu đấy, tôi đang nói là cách đây 2000 năm đấy, cái thời điểm đấy những người tiếp nhận Chúa Giêsu họ kinh nghiệm được sự cứu rỗi. Trong cái đó những người chống đối Chúa như là những người thông giáo, thầy thông giáo là Pharisee và những người dân khác thì họ không kinh nghiệm được cái sự giải cứu của Chúa. Nên là vận hành đúng cái thời điểm của Chúa. Rồi đến cái ngày lễ ngũ tuần, khi mà những người nào trông đợi ở phòng cao thì họ sẽ kinh nghiệm được quyền phép. Tại sao Chúa bảo các môn đồ phải tập trung ở phòng cao mà không phải ở nhà riêng? Có nghĩa là Chúa sẽ đổ xuống ở một địa điểm vào ngày lễ ngũ tuần. Cho nên những người nào mà chuẩn bị sẵn sàng thì người đấy sẽ kinh nghiệm được sự khai phóng các ân tứ thuộc linh vào thời điểm của Chúa. Đó. Đây là điều này rất là quan trọng. Thế còn chúng ta trong Kinh Thánh Cựu Ước có nói gì về ngày rằm và ngày mùng 1 hay không? Đã ai để ý đến điều này chưa? Có, ở trong sách Ê-sai ạ. Ê-sai nói làm sao? Sách Ê-sai có nói về ngày rằm và ngày trăng mới và ngày lễ trọng thể của những người tội lỗi. Cho dù họ có dâng của lễ thì Ngài cũng không công nghe, vì Chúa cảm thấy mệt. Kinh Thánh đó em không nhớ rõ nữa. Đúng rồi. Cảm mệt. Đúng rồi đấy, nhớ tốt đấy. Trong Ê-sai nói rằng là các của lễ và ngày rằm và ngày mùng 1 của các ngươi là ta lấy làm gớm. Tại sao Chúa làm gớm biết của lễ của họ vào ngày đấy? Có phải vì là họ có phải vì Chúa ghét cái ngày đấy không? Mà vì dân sự của Chúa phạm tội, cho nên Chúa nói là cái việc dâng của lễ các ngươi là vô ích, chẳng có nghĩa gì với ta hết. Đây, như vậy là trong Kinh Thánh Cựu Ước có quyết định cái việc ngày rằm và ngày mùng 1. Bây giờ chúng ta sẽ xem nha. Trong Thi Thiên đoạn 81 câu số 3. Thi Thiên đoạn 81 câu số 3. Ai mở được cái bản của nó? Thi Thiên 81 câu số 3. Dạ em xin đọc ạ. Hãy thổi kèn khi trăng non, lúc trăng rằm và nhằm các ngày lễ chúng ta. Bây giờ suy nghĩ nha. Thổi kèn ở đây là nhóm họp đấy ạ. Thổi kèn và nhóm họp. Khi dân sự của Chúa nghe tiếng thổi kèn, nó bao giờ họ tập họp lại với nhau. Thổi kèn vào ngày mùng 1 và ngày hôm rằm theo lịch của mặt trăng. Chúng ta có thấy có điểm tương đồng không? Những người thờ lạy ma quỷ họ thờ cúng vào ngày nào? Thờ cúng vào ngày hôm nào? Ngày mùng 1 và ngày hôm rằm. Đấy. Từ trong Kinh Thánh Cựu Ước thì Chúa bảo dân Israel nhóm họp và thổi kèn vào ngày mùng 1 và ngày hôm rằm. Chúng ta thấy điểm tương đồng chưa? Ê-sai đoạn mấy vậy thầy?
Thi Thiên 81 câu số 3. Không, còn cái Esai phần cũ á. À, Esai thì nói đến ghét cái việc nhóm họp của dân Israel vào ngày một hôm rằm vì tội lỗi của họ, tức là họ nhóm họp và họ dâng của tế lễ nhưng mà Chúa gớm ghiếc vì là họ giữ nghi lễ nhưng mà lại không thực hành cái sự công chính cho nên Chúa gớm ghiếc. Chứ ý của Chúa không có bảo rằng là Chúa gớm ghiếc cái ngày đấy, vì đấy là ngày Chúa thiết lập. Yeah. Tôi muốn cho anh em nhìn thấy cái sự tương đồng để nhìn thấy cái sự vận hành trong thế giới linh. Người ta hay đi chùa, hay cúng bái vào ngày mùng 1 và ngày hôm rằm. Đấy, thế thì chúng ta hãy suy nghĩ nhé. Nếu ngày mùng 1, ngày mùng 1 là ngày trăng mới, có phải không ạ? Khi mặt trăng bắt đầu hé lộ. Còn ngày rằm là ngày trăng, trăng tròn. Khi mà vào ngày trăng mới và ngày trăng tròn, người ta thờ cúng nhiều thì đương nhiên người ta sẽ khai phóng rất là nhiều tà linh và ma quỷ ra cái thế giới này, có phải không ạ? Vì tà linh và ma quỷ không thể vận hành nếu nó không được phép. Nếu nơi nào mà có nhiều người cầu nó đó, kêu nó lên ấy, thì nó sẽ lên rất là nhiều, nó sẽ vận hành. Đó. Thế vào những cái ngày đấy ma quỷ nó vận hành nhiều thì Chúa có vận hành nhiều ở trong ngày đó hay không? Tại sao Chúa lại bảo dân Israel là phải thổi kèn vào ngày trăng mới và ngày trăng rằm? Vì thổi kèn là âm thanh được vang ra. Âm thanh được vang ra là khai phóng thiên sứ. Khai phóng thiên sứ để chống lại các thế lực tà linh. Vì Chúa biết một điều rằng là vào cái ngày trăng mới và ngày trăng rằm là Chúa chuẩn bị để khai phóng các phước hạnh. Vào cái ngày này ấy, ngày mùng 1 và ngày hôm rằm thì dân sự nhóm họp lại. Dân sự nhóm họp lại và đồng thời các tiên tri khai phóng sứ điệp tiên tri thì có nghĩa rằng là phước hạnh đến thì ma quỷ nó cũng sẽ tìm cách nó phá. Thế bây giờ câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ lên làm gì đây? Chúng ta là người sống trong thời kỳ tân ước thì những cái sự vận hành này nó có còn không? Nó có còn ứng dụng hay không? Dạ còn. Vì trái đất nó vẫn còn, mặt trăng, mặt trời nó vẫn còn cơ mà. Chúng ta thấy không ạ? Mặt trăng, mặt trời vẫn vận hành theo quỹ đạo của nó từ thời sáng thế cho đến bây giờ, không hề thay đổi một chút nào hết. Cho nên chúng ta không biết những cái nguyên tắc thuộc linh này thì chúng ta sẽ bị lừa. Có ai có câu hỏi gì không? Các anh chị em? Amen, amen. Đồng ý với mục sư. Tuyệt vời đấy ạ. À, tôi không biết là anh chị em ở bên đấy và hội thánh ở bên đấy thì mùng 1 Tết thì thường họ có nhóm không? Mùng 1 Tết âm lịch ấy. Nhóm hội thánh mình hay là gì ạ? Ở tại hội thánh Tin Lành ấy, thường là mùng 1 Tết âm lịch của Việt Nam Trung Quốc ấy, người ta có hay nhóm lại thờ phượng Chúa. Hình như cũng có. Ở Việt Nam thì là gần như các hội thánh nào người ta cũng nhóm vào ngày mùng 1 Tết. Nhưng mà hội thánh tôi không nhóm vào mùng 1 Tết mà nhóm vào 30 Tết. Tại sao lên nhóm vào ngày 30 Tết chứ không phải mùng 1 Tết? Chuẩn bị trước luôn. Tại sao phải chuẩn bị trước? Mình đánh dập. Đánh phủ đầu á. Rồi. Trước ngày đánh trận thuộc linh. Sáng Thế Ký đoạn 1 nói rằng một ngày mới bắt đầu khi nào? Khi mặt trời. Mặt trời mọc. Mặt trời. Mặt trời lặn. Mặt trời lặn. Men. Cho nên mùng một Tết hay là ngày mùng một âm lịch không bắt đầu vào lúc mặt trời mọc mà bắt đầu vào lúc trời mặn lặn của ngày hôm trước. Cho nên giống như là vừa rồi anh chị em nói đó, đó là đánh phủ đầu, chọn trước, đi trước và đánh phủ đầu luôn. Vì thực ra nhé, người ta cúng là người ta bắt đầu cúng vào 30 chứ không phải là mùng 1 người ta mới cúng đâu.
đúng rồi. Không, đêm 30 Tết người ta làm gì? Bố mẹ chúng ta chưa tin Chúa, đêm 30 Tết người ta làm gì? Giao thừa. Ngày ta giao thừa là cúng. Tại sao là cái có cái từ giao thừa? Vì đấy là cái giai đoạn chuyển giao. Năm mới qua năm cũ, cái năm giai đoạn chuyển giao rất là quan trọng. Cho nên chúng ta phải đi trước, tức là nếu là đến ngày mùng 1 mình bắt đầu mới nhóm họp mới thờ phượng mới cầu đánh trận thì xảy ra nhiều điều. Quá muộn rồi. Chúng ta đi trước mà Chúa, thực ra Kinh Thánh Chúa đã chỉ dẫn cho ta về cái sự quyết định đấy rồi. Thế thì chúng ta nên làm gì vào ngày mùng 1 và hôm nay? Các anh chị em. Đánh trận. Đúng. Lên đánh trận vào trong ngày này. Và vào những ngày này á, ngay cả những cái bài chúng ta hát đấy, nên tập trung vào hát những cái bài phóng về ân, khai phóng và quyền năng và tôn cao danh Chúa Giêsu và công bố sự thất bại của ma quỷ. Anh chị em biết là có nhiều loại bài hát khác nhau, có loại bài hát là chúng ta hát cho nhau nghe. Bản thân mến đừng ngã lòng khi giông tố nổi lên, đấy là những bài hát chúng ta hát cho nhau nghe. Những bài hát này không khai phóng được những cái ân tứ thuộc linh và không làm cho ma quỷ sợ hãi. Hay là cuộc đời bon chen giữa muôn con người cùng niềm lo lắng ao cơm bạc tiền, lạy người bạn ơi hãy quy cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Đây là những bài hát hát cho nhau nghe. Những cái bài này cần hát trong hội thánh để khích lệ nhau, nhưng không phải là bài hát hát trong ngày chiến trận. Bài hát mà hát trong ngày chiến trận sẽ là những bài gì? Trong danh cứu Chúa, cử nhân danh cứu Chúa Giêsu, ta luôn đắc thắng không thôi. Gì đó? Chúa linh. À. Bài... Trong danh Chúa Giêsu bóng tối ác ma phải lui. Đúng rồi. Rồi những cái bài khai phóng, những bài về thánh linh để khai phóng ân tứ. Vì Chúa ngày trong những ngày đấy là ngày mà Chúa khai phóng các cái phước hạnh thuộc linh. Cho nên đấy là ngày chúng ta có thể nhóm họp và công bố khai phóng phước hạnh đến, sự bình an, sự giải cứu đến, chúng ta nói cho các tuyến đường ma quỷ không được phép gây ra tai nạn giao thông. Chúng ta nói với các cây cầu linh tự tử không được phép vận hành. Rồi chúng ta, tức là chúng ta đoán phạt cái công việc của ma quỷ vào trong những ngày đó, bởi vì đấy là ngày mà nó tập trung lực lượng nhiều hơn hết tất cả những ngày khác. Nó có quyền hợp pháp để hành động trong ngày đó. Vì người ta mời nó lên mà. Khi người ta mời nó lên thì mà cả nước Việt Nam mời, chứ không phải chỉ là một người mời đâu. Chứ quý vị tự anh chị em tưởng tượng xem, cả một đất nước Việt Nam và cả một đất nước Trung Quốc mời tà linh lên trong một cái ngày đấy, thì tại sao nó không lên? Mà nó lên nó có ngồi im đâu, nó lên thì nó phải hủy diệt chứ, bản chất của nó là hủy diệt mà. Thế thì Chúa tạo lên chúng ta để làm gì? Chúa tạo lên ánh sáng để đối chọi với bóng tối, Chúa tạo lên con cái của Chúa để đối chọi với quyền lực của ma quỷ. Đó. Từ trong Cựu Ước, Chúa đã dạy dân sự của Chúa là phải nhóm họp lại vào ngày trăng mới và ngày trăng tròn. Nhóm họp lại để chống cự lại quyền lực của ma quỷ. Đó. Và hội thánh của thầy cũng nhóm lại vào ngày này được hơn 2 năm rồi và cầu nguyện. Có nhiều người hiểu lầm, mẹ tưởng là mình thờ mặt trăng. Mình không có thờ mặt trăng mà mình thờ Chúa tạo ra mặt trăng. Rồi, câu hỏi. Anh chị em có ai câu hỏi gì không? Lấy, đi xin xem men lên. Đấy, thì anh chị em hãy suy nghĩ điều này. Và nếu được thì sắp xếp vào cái một tháng hai lần chúng ta nhóm nhau lại thổi kèn, thổi tù và. Không biết anh em đây, khi mà chúng ta nhóm nhau lại chúng ta đã dùng tù và bao giờ chưa? Đã quen dùng chưa? Có, hồi xưa em cũng mua một cái, bây giờ để ở Việt Nam ấy. Hồi ngày xưa tập thổi rồi sưng cái môi lên mới thổi đấy, sưng to.
mọi cái Kinh Thánh Chúa bảo làm, không có cái gì thừa nha. Tại sao Chúa ấy bảo chúng ta dùng tù và? Chúa không có làm. Mấy quỷ sợ đó hả thầy? Âm thanh nó rất là quan trọng đấy. Âm thanh cực kỳ là quan trọng để khai phóng. Khi chúng ta khai phóng ra âm thanh thì lúc đấy Chúa mới khai phóng ra thiên sứ và các cái ân tứ của Ngài, và đồng thời để đánh lại cái quyền lực của ma quỷ. Bây giờ trước khi nói cái Chúa nhé, anh chị em cứ quan sát những cái thế giới tăm tối, những cái người ta lên đồng ấy, người ta có hát không? Có hát, người ta gõ cái chuông beng 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 như thế này, đi rất là người ta múa, người ta hát đúng không? Khi người ta cầu những cái tên linh người chết lên ấy, cái tà linh thì có âm thanh không? Đã gõ nhạc ấy. Thực ra đấy là mô hình của thiên đàng đấy. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là làm như thế là giống người đời người ta đi cầu, nhưng mà thực ra họ bắt chước Kinh Thánh, họ bắt chước ma quỷ và bắt chước thiên đàng. Amen. Chứ không phải là chúng ta bắt chước nó đâu. Vì mình sinh ra ở trong cái truyền thống tôn giáo á, mình cứ nghĩ là thờ phượng Chúa là phải đứng nghiêm trang, xong rồi cầm quyển thánh ca, đấy mới là thờ phượng Chúa. Đấy không phải, đấy chỉ là một góc cạnh của thờ phượng Chúa thôi. Đọc Thi Thiên thì sao? Chúa dạy, Chúa dạy dùng trống cơm, chập chỏa, mã la kêu rền và hãy la hét cho Đức Giê-hô-va. Chúa có dạy chúng ta thành những người điên đâu mà la hét thì khác gì người điên. Nhưng mà khi Chúa bảo chúng ta la hét có nghĩa là âm thanh được khai phóng. Và khi âm thanh được khai phóng thì thiên sứ sẽ được khai phóng và các ân tứ được khai phóng. Cho nên muốn hay không muốn thì âm thanh vẫn phải được phát ra. Gia Cơ nói gì với hội thánh? Anh em không được vì không cầu xin. Thế tại sao Chúa biết cái nhu cầu của mình rồi mà Chúa lại cứ phải lại bảo mình cầu xin? Vì âm thanh phải phát được ra khỏi môi miệng của mình thì thiên sứ mới vận hành qua cái âm thanh đó được. Chứ anh cầu nguyện, anh nghĩ trong đầu không được, không chưa đủ đâu nha. Kinh Thánh không dạy chúng ta cầu nguyện là nghĩ trong đầu đâu, mà phải bật ra âm thanh, phải bật ra khỏi miệng của mình. Âm thanh cực kỳ quan trọng trong cái lãnh vực thuộc linh đấy. Anh chị em nhớ cái câu chuyện của tiên tri Elise đấy. Khi vị vua đến cầu hỏi Elise thì Elise phải lắng nghe tiếng Chúa. Mà ông lắng nghe tiếng Chúa bằng cách nào? Ông ngồi mãi mà không thấy Chúa phán cái gì. Ông bảo là gọi một người đánh đàn đến đây. Và khi người ta đánh đàn, vừa đánh đàn ấy, thì lời của Chúa đến với Elise. Như vậy phải có âm thanh được khai phóng. Còn tiên tri với nhạc công là thường thường hay đi cùng với nhau. Bản thân David khi đánh đàn thì ác thần lìa khỏi sau lơ, có nghĩa là âm thanh. Âm thanh cực kỳ quan trọng. Nên vào cái ngày trăng mới và ngày trăng tròn là lúc mà chúng ta thờ phượng với nhau, la hét ầm ĩ lên. Người đời người ta nghĩ chúng ta là những người điên khùng quá khích, nhưng mà thực ra đó, chúng ta đang khai phóng những cái điều của Chúa và đánh tan quyền lực của ma quỷ. Amen. Anh chị em, Amen. Anh chị em đọc Thi Thiên đấy. Nếu mà làm theo đúng Thi Thiên thì chúng ta sẽ bị những cái người mà theo hình thức tôn giáo cho chúng ta là điên khùng á, quá khích ấy. Vì dùng chập chỏa, mã la kêu rền mà hãy la hét cho Đức Giê-hô-va. Nhưng mà trong đó thì có câu rằng họ đoán phạt các vua bằng miệng của mình. Cho âm thanh ra khỏi môi miệng của chúng ta, nó sẽ đem lại một cái sức công phá cực kỳ lớn luôn, bẻ gãy mọi xiềng xích của tà linh ma quỷ và khai phóng thiên đàng. Anh chị em nên suy nghĩ cái việc nhóm lại vào ngày đấy, cầu nguyện để 9 ân tứ thanh linh được khai phóng, cầu nguyện để nghe được tiếng Chúa. Vì trong thời kỳ cựu ước là khi họ nhóm lại vào trong cái ngày trăng mới, trăng tròn ấy, là lời tiên tri sẽ được khai phóng, bắt đầu họ đến gặp các tiên tri vào trong ngày đó. Câu hỏi anh chị em. Mục sư ơi, lúc là lúc khi mà họ mà cầu với lại những cái tà linh thì nó lên thật đấy. Nhưng mà thế nào mà kiểu như là khi họ đi như Sauler ấy nhỉ,
tìm đến thờ đồng bóng và cờ gọi Samuel mà ông cũng lên đấy nhỉ, sao đồng bóng ở bên tà linh mà gọi bên thánh linh cũng lên nhỉ? À không, trong trường hợp đấy, trong trường hợp đấy có thể là sao lơ và có thể không phải là sao lơ. À xin lỗi, có thể là Samuel không phải là sao, không phải là Samuel. Dạ. Vì ba bóng mà kêu cầu, thực ra nhé, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái nguyên tắc của Kinh Thánh là một linh hồn khi mà qua đời ấy, thì không bao giờ có thể dính dáng tới thế giới người sống, mà người người sống cầu kêu được cái hồn của người chết lên, mà chỉ có tà linh ma quỷ nó vận dụng qua cái hồn của người chết đấy thì có. Ví dụ như ông bà mình hiện lên nhé, thì đúng ông bà mình đúng không, nhưng đấy không phải là ông bà mình, vì Kinh Thánh nói là người người câu chuyện của Nasara và người giàu ấy là người người đã chết rồi, đã xuống địa ngục, không được phép, hồn người đấy không được phép liên hệ với thế giới người sống. Thế cho nên là tà linh nó vận hành qua cái đấy cũng có. Thế còn trong một số trường hợp nào đó thì Chúa cho phép để tà linh nó nói những cái lời đoán phạt cho vua Saul. Có ai có câu hỏi gì liên quan đến điều tôi vừa trình bày không? Bây giờ xem thêm Kinh Thánh nhé. Samuel thứ nhất đoạn 20 câu số 5. Samuel thứ nhất đoạn 20 câu 5. Được chưa ạ? David tiếp rằng mai là ngày mùng 1, tức là ngày trăng mới, tôi phải đi ngồi ăn chung bàn với vua. Hãy để cho tôi đi trốn trong đồng bằng đến cho đến chiều ngày thứ ba. Theo thông lệ thì David gặp vua vào ngày nào? Samuel nhất đoạn 2 câu 5 hả thầy? Đoạn 20 câu 5, Samuel thứ nhất 20 câu 5. David tiếp rằng mai là ngày mùng 1, tôi phải đi ngồi ăn chung với vua. Hãy để cho tôi đi trốn trong đồng bằng cho đến chiều ngày thứ ba. Ngày mùng 1 đây không phải là ngày 1 Tây lịch đâu nhá. Ngày mùng 1 theo lịch mặt trăng đó. Ngày mùng 1 của họ là là bởi vì cái lịch mặt trời á là mới xuất hiện thôi. Từ cái thời kỳ của Công giáo La Mã thì mới có cái lịch Tây lịch đó. Trên cái lịch mặt trăng là các dân tộc ở trên thế giới ấy, từ đời từ ngàn xưa người ta đã theo lịch mặt trăng rồi. Nhưng mà khi ông giáo hoàng này ông ấy nắm quyền thì ông ấy đổi luôn là thế theo lịch mặt trời chứ không phải theo lịch mặt trăng. Để chúng ta nhìn chú ý có đề cập đến ngày mùng 1 đúng không ạ? Ngày 1 David gặp ai? Gặp vua. Hãy để ý tại sao lại là ngày mùng 1. Bây giờ xem thêm một câu Kinh Thánh trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 4 câu 22 đến câu 23. Đây là những câu Kinh Thánh khá hay để chúng ta suy ngẫm đấy. Rồi, tôi gửi phần chat này, ai muốn xem thì xem. Ai đọc hộ câu Kinh Thánh này? Các vua nhì đoạn 4 câu 22 đến câu 23. Đoạn 4. Em xin đọc. 22 23. Kế đó nàng kêu chồng mình mà nói rằng:
tôi xin ông cắt cho tôi một đứa đầy tớ và một con lừa để tôi chạy đến người của Đức Chúa Trời. Đoạn tôi sẽ trở về. Chồng hỏi nàng rằng, ngày nay chẳng phải mồng một, cũng chẳng phải ngày sa bát. Vậy nhân sao muốn đi đến cùng người? Nàng đáp, mọi điều bình an. Đây là câu chuyện của ai? Đây câu chuyện của người đàn bà ở Sunem. À, con của bà này bị chết. Bị chết là cái câu chuyện của người đàn bà rất đặc biệt, bởi vì hai ông bà này không có con. Thì thường là Elise đến ở nhà thì ở luôn cái nhà của cái người đàn bà này. Thế ông Elise ông bảo, thế bây giờ có muốn xin cái điều gì không thì tôi sẽ cầu nguyện Chúa cho, hoặc là nếu xin vua cái điều gì tôi sẽ nói thay cho. Đó. Xong rồi sau đó thì ông này ông biết là nhà này không có con, thì ông mới cầu nguyện là Chúa cho các con. Và đúng là đứa con, ông bà này có con thật. Mà khi đứa con nó lớn lên ấy, thì nó đang làm việc ngoài đồng ấy, thì là nó bị đau đầu, đưa về nhà thì nó chết. Thế sau đó thì bà vợ lại bà mới bảo ông chồng là, bây giờ cho tôi một đứa đầy tớ và một con lừa để tôi đến gặp Elise để làm gì. Bà ấy cũng biết đúng không ạ? Bà biết là đến gặp Elise để sẽ cứu được đứa con của bà ấy. Thì ông chồng ông hỏi rằng là, thế hôm nay không phải là ngày mùng 1, cũng không phải ngày Sa-bát, thì tại sao muốn đến gặp tiên tri? Chúng ta hiểu thế nào về câu nói của người chồng? Trong suy nghĩ của ông chồng á, gặp tiên tri phải gặp vào ngày nào? Ngày mùng 1 và ngày Sa-bát. Đúng ngày rồi. Đó. Vào ngày Sa-bát là ngày thứ bảy, hoặc mùng 1, hoặc là ngày trăng mới, hoặc ngày trăng tròn. Vào những cái ngày lễ đặc biệt của người Israel thì mới được gặp tiên tri. Điều đó có nghĩa rằng là nếu gặp tiên tri vào những ngày này thì sẽ nhận được những cái phước hạnh nhất định hay thông điệp từ nơi Chúa. Chúng ta hiểu chưa? Người Israel á, là họ vận hành trực tiếp với cái lịch của Chúa. Điều đấy có nghĩa là ngày khác không gặp Chúa được hay sao? Có, ngày khác vẫn có thể nhận được thông điệp từ nơi Chúa. Tuy nhiên vào những ngày này thì có Chúa khai phóng những cái gì đó đặc biệt so với những ngày khác. Có nghĩa là không phải đúng ngày này thì anh không nhận được cái sứ điệp của ngày hôm đấy, hay là thông điệp, hay là ơn phước của ngày hôm đó. Và đúng cái ngày này bà ấy đến gặp tiên tri Elise và ông đã cầu nguyện cho đứa trẻ nó sống lại. Thì anh chị em mới thấy rằng là cái thời gian của Chúa rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta xem tiếp nhé. Châm ngôn đoạn 7 câu 20 này. Rồi tôi gửi về phần chat này. Em xin được đọc. Đem túi bạc theo tay người, đến rằm mới trở về nhà. Đây đang nói về ai? Đây là cái người đàn bà tà dâm ấy, đang gạ gẫm cái anh chàng kia để đến ngủ cùng với mình. Và cái người đàn bà này á, mới nói anh chàng là, anh ấy đến ngủ với em đi, vì chồng em đi vắng rồi, đến ngày rằm mới trở về. Ngày nào trở về anh chị em? Ngày rằm. Ngày rằm là ngày bao nhiêu? Ngày 15. Ngày 15. Nửa tháng. Trăng tròn. À, đấy. Chúng ta thấy không ạ? Thế thì tất cả những cái này á, nó giúp chúng ta hiểu gì về cái người của thời, sống trong thời kỳ cựu ước, liên hệ với Chúa. Ngày rằm là ngày gì đấy? Tụ họp. Có phải người đàn bà nói đến ngày rằm chồng tôi mới trở về cơ mà. Như vậy ngày rằm là ngày gì đấy? Ngày rằm là ngày tụ họp. Và tại sao lại tụ họp vào ngày rằm mà không phải ngày khác? Vì vào trong những ngày này, người ta sẽ gặp gỡ các tiên tri, người ta nghe cái sứ điệp của Chúa qua các tiên tri và được khai phóng những cái phước hạnh của Chúa. Cho nên cái thời gian là chúng ta không quyết định ở đâu, mà Chúa quyết định và chúng ta phải theo Chúa. Bây giờ anh chị em thấy nhé, khi người ta tính nước lên, nước xuống, người ta tính theo lịch gì? Mặt trời hay mặt trăng? Mặt trăng. Đó, mặt trăng mới tính được nước thủy triều chứ.
ta nhìn mặt trăng ta thử, ta tính. Tính thủy triều nước lên nước xuống là bắt buộc phải theo lịch mặt trăng, chứ làm sao theo lịch mặt trời được? Vì mặt trăng nó mới tác động trên thế giới này. À, độ gần và độ xa của mặt trăng nó tạo lên cái thủy triều đấy. Đấy. Thì chúng ta thấy không? Bây giờ anh tính theo lịch mặt mặt trời thì anh không thể nào mà vận hành được theo về thủy triều. Anh đi đánh cá hoặc anh đi ra biển mà anh cứ đem cái lịch mặt trời đi là anh sẽ không thể nào mà vận hành được. Anh bắt buộc phải theo lịch mặt trăng. Lịch mặt trời để anh giúp anh liên hệ với mọi người thôi. Còn đâu để vận hành theo cái tự nhiên thì anh phải vận hành theo lịch mặt trăng. Đó, chúng ta thấy không ạ? Nhiều người hay nói rằng là người theo Chúa không có để ý tới lịch âm mà chỉ để ý tới lịch dương thôi. Thực ra thì không phải như vậy đâu. Khi chúng ta chưa biết được cái sự vận hành của Kinh Thánh thì chúng ta nghĩ là chúng ta chỉ cần để ý lịch dương. Thực ra lịch dương chỉ giúp cho chúng ta liên hệ với thế giới loài người thôi. Còn cái lịch âm, lịch mới là cái lịch để giúp cho chúng ta liên hệ với thế giới linh. Tức là hoặc là thế giới của Chúa hoặc là thế giới của ma quỷ. Nên chúng ta nhớ là đang bữa ăn tối thì ma quỷ để mưu phản vào lòng Giuđa Iscariot, gọi là con trai của Simon, trong Giăng đoạn 13 nói như vậy. Đó. Ma quỷ nó để mưu phản vào lòng của Giuđa khi nào? Đang bữa ăn tối cơ mà. Đấy. Chứ không phải bữa ăn trưa, cũng không phải bữa ăn sáng. Nên thời điểm rất là quan trọng. Vào buổi sáng thì Chúa vận hành một kiểu khác, buổi trưa Chúa vận hành một kiểu khác, buổi chiều Chúa vận hành một kiểu khác và buổi tối Chúa vận hành một kiểu khác. Mỗi một cái giờ khác nhau và mỗi một cái giai đoạn thời điểm khác nhau thì Chúa khai phóng những điều khác nhau. Và Chúa biết được nha, là giờ nào thì cái tà linh nào nó vận hành. Nếu như mà chúng ta vận hành theo cái lịch mặt trời đó thì chúng ta không thể biết được cái điều này đâu. Chỉ có vận hành theo thế giới theo cái lịch mặt trăng chúng ta mới thấy được cái sự vận hành tương quan giữa thế giới bóng tối với giới ánh sáng, thế giới địa ngục và thế giới của thiên đàng. Nhưng ở đây chúng ta phải cân đối nha, là trong Colossae có nói rằng là chúng ta không có bị ràng buộc, chúng ta không có bị ràng buộc bởi các cái nghi lễ của cựu ước, giống như là người trong thời kỳ cựu ước cơ. Nếu như mà không nhóm lại thì sẽ bị phạt cái gì đấy, thì không phải như thế đâu. Nó không phải như thế, mà đây là phước hạnh. Nếu anh không có nhóm lại trong cái ngày này để khai phóng đi những cái phước hạnh của Chúa trong ngày đó, thì anh sẽ bị chạch một cái phước hạnh nào đó của Chúa, hoặc là anh sẽ không đánh bại được cái quyền lực, những cái linh mà nó vận hành ở trong ngày đó. Chứ nó không có mang tính là phạt hay không phạt, giống như là người ở trong cái thời kỳ cựu ước. Nên chúng ta không có bị ràng buộc bởi nghi lễ. Tất cả những gì chúng ta làm thì cũng như cái buổi nhóm, nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện để xin Chúa dẫn dắt xem là hôm nay là Chúa sẽ khai phóng điều gì. Ví dụ như trong cái ngày mùng 1 này hay ngày hôm rằm này, Chúa sẽ khai phóng về sự chữa lành cho bệnh gan chẳng hạn. Hôm khác thì Chúa lại khai phóng sự chữa lành cho bệnh tim chẳng hạn. Rồi hôm khác thì Chúa lại khai phóng thiên sứ để đánh nhau với cái linh Jezebel. Hôm khác thì Chúa lại khai phóng thiên sứ để đánh trận với quỷ Beelzebul chẳng hạn, hay là linh dâm dục, hay là linh cờ bạc. Thì mỗi một lần thì thiên sứ sẽ vận hành khác nhau. Thì cái người dẫn dắt ấy phải rất là nhạy bén với Chúa mới có thể tham gia vào trong trận chiến thuộc linh được. Và khi anh em nhóm lại trong ngày này, anh em sẽ thấy được là vô vàn những cái điều mới mà anh em sẽ kinh nghiệm được mà chúng ta chưa bao giờ kinh nghiệm được trước đó. Có ai có câu hỏi gì không? Châu Hạnh này, Trung Ly rồi. David Sun và Kim Huệ, có ai có câu hỏi gì hoặc là có bất cứ cái điều gì mà chúng ta cần chia sẻ, chúng ta có thể chia sẻ liên quan đến cái điều mà tôi vừa nói. Dạ, mục sư cho em hỏi một chút.
là bây giờ cái ngày rằm với ngày mùng 1 đó là ngày đó ngày mình là con cái của Chúa, mình được Chúa chúc phước hay là cái ngày đó để mình đánh chặn? Cả hai. Cả hai. Tại vì em á, là tại vì con hồi lúc mà chưa có tiếp nhận Chúa thì đã kinh nghiệm cái ngày mùng 1 và cái ngày rằm là biết cái ngày đó luôn. Và khi đã tiếp nhận Chúa rồi á, thì tới cái ngày đó là nó có chuyện này chuyện kia xảy ra rất là nhiều chuyện và con rút cái kinh nghiệm là cái ngày đó là ma quỷ nó đến nó tấn công mình. Và khi mà thấy người ta cúng cái gì đó là cầu nguyện với Chúa liền. Và bữa nay nhận biết rằng mục sư giảng là cái ngày rằm với ngày mùng 1 Chúa chúc phước cho mình. Cảm ơn Chúa. Cả hai đó. Tức là Chúa thì khai phóng phước hạnh là điều chắc chắn, nhưng mà ma quỷ nó sẽ cản trở để đảm bảo rằng mình sẽ không nhận được phước hạnh đấy. Và đồng thời nó, bởi vì nó được quyền hợp pháp, quá nhiều người cầu nó lên vào trong ngày đó, cho nó được quyền hợp pháp để đem lại sự cướp giết hủy diệt và tội lỗi ở trong cái ngày đấy. Thì chúng ta nên chiến trận là điều đương nhiên rồi, kẻ thù đến nhà mà mình không đánh nó thì nó sẽ đánh mình, nó không giết được mình, nó giết con cái người thân của mình. Không đánh nó là đánh mình nhé. Chúng ta Amen. Không, chúng ta không được gọi là con của Chúa nhé, mà chúng ta được gọi là các chiến sĩ đấy, chiến binh đó. Amen. Amen. Chúng ta nhớ rằng là ở trong bốn sách phúc âm thì Chúa Giêsu có cái biệt danh là con người hoặc là chiên con, nhưng mà đến sách Khải Huyền thì Chúa được gọi là sư tử của chư phái Giuđa đấy. Con người và con chiên thì hiền lành, nhưng mà sư tử thì gầm xé và cướp nuốt kẻ thù đấy. Cho nên là bây giờ Chúa Giêsu không còn là chỉ gọi là con người hoặc là chiên con cừu đâu, mà Chúa Giêsu gọi là sư tử đấy. Cho nên là nếu mà chúng ta là con của Chúa, chúng ta phải giống Chúa, đứng trước kẻ thù chúng ta phải là sư tử. Thế đứng trước kẻ thù mình lại như con chiên thì nó giằng xé, nó cướp chết mình chết này. Amen. 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 Mục sư ơi, em hỏi là cái ngày rằm tháng rằm là nó quan trọng, thì nếu mà cái người mà sinh đạo cái ngày rằm tháng rằm này có cái ý nghĩa gì không sư? Mục sư. Em sinh ngày 15 tháng 12 nè. Ngày âm lịch hay là ngày dương lịch? Ngày dương lịch đó thầy. Ngày dương lịch không có ý nghĩa gì hết. Ngày âm lịch. Nhưng mà tính dương, nhưng mà tính âm lịch, nhưng mà tính âm lịch. Em 15 rằm. Em 15 rằm luôn ấy. Mục sư. Em 15 tháng 7 á. 15 tháng rằm tháng 7 luôn ấy em ấy. Bây giờ đi hỏi qua sinh tới ngày sinh. Chúng ta nghe nhé. Chúng ta nghe những cái gì người đời họ nói nhé. Người ta nói là trai mười à, trai mùng một gái hôm rằm, người ta gọi là gớm ghê. Gớm ghê đúng không? Trai mùng một gái hôm rằm, tại sao người ta lại nói những người sinh vào mùng một và hôm rằm là ghê gớm? Mọi người thử suy nghĩ xem. Có một cái quyền lực gì hả thầy? Sức mạnh trong đó. Những cái lời đấy là được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế, tức là người ta đã chứng kiến rất nhiều người rồi thì người ta mới đúc kết ra những cái điều đấy. Nó không phải là chân lý, nhưng mà nó là cái để mình tham khảo. Khi người đời người ta nói rằng là trai mùng một gái hôm rằm á, là những người là ghê gớm đúng không ạ? Thì chúng ta hãy tưởng tượng rằng những người mà sinh vào những ngày đấy, những ngày đấy là ngày phước hạnh mà, thì ma quỷ đương nhiên nó không muốn cho người ta kinh nghiệm phước hạnh rồi, thì nó sẽ phá hủy đấy thôi. Và nó sẽ làm cho những cái cuộc đời đấy không được kinh nghiệm phước hạnh của Chúa, mà càng ngày càng tồi tệ hơn nữa. Cái ngày tháng nó rất là quan trọng nha, trong thế giới thuộc linh đấy, thế giới bóng tối và thế giới ánh sáng. Vậy tôi nói, anh chị em sắp phải nghỉ chưa? Mấy giờ phải nghỉ? Chưa, một chưa. Một xe nói đi, đang hay mà. Vậy tôi hỏi anh chị em nha, người Việt Nam chúng ta đến tuổi bao nhiêu là sợ nhất? Dạ, chắc 50, 60 gì đó. Không, 49. À mấy cái ngày trẻ, ngày lẻ gì? 53. Sợ chỉ 53. Nhất 53. 31. 33. Không đó. Phải. 49, 53 mới là cái năm người ta sợ chứ. Năm hạn mà. Năm hạn là năm sao thầy?
Năm hạn là năm mà ai mà đến tuổi 49 là chuẩn bị tinh thần mà gặp hạn. Trong miền Nam thì có à? Em từ nhỏ vậy em cũng không có rành gì cái này lắm. Chắc là không để ý thôi. Ừ, không người biết ta rất sợ, người Việt Nam mình rất sợ 49. Ai đến tuổi 49 á, là người ta đã phải đi cầu sao giải hạn để không để thoát ra khỏi cái hoạn nạn rồi. Để tại sao cái năm 49 người ta lại sợ hạn như thế chị em? Tại sao 49 người ta lại sợ hạn? À, chuẩn bị bước sang ngày 50 là 50 là cái gì nhỉ? Tính như là cũng liên quan đến 50 ngày lễ vượt qua gì à? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thấy nhá. Chúa muốn làm cái phước hạnh nào thì ma quỷ nó muốn hủy cái đấy. Năm thứ 49 là chuẩn bị bước sang năm 50. Năm 50 là năm hân hỷ. Amen. Năm hân hỷ là năm gì? Đấy là năm mà tất cả những gì nợ đều phải được tha hết, đất trả về nguyên chủ. Những người nghèo khổ mà bán con đi làm nô lệ thì đến ngày đấy phải được trả tự do hết. Sao vậy thầy? Hả? Kinh Thánh á. Đọc thầy bước đi. Vào trong Kinh Thánh đánh chữ hân hỷ cái nó sẽ ra một loạt và về đấy tự nghiên cứu. Năm hân hỷ. Năm hân hỷ là năm phước hạnh. Cho nên khi chúng ta chuẩn bị bước sang tuổi thứ 50 là chuẩn bị bước sang năm hân hỷ của phước hạnh, thì Chúa khai phóng các phước hạnh cho mình, thì ma quỷ nó sẽ tìm cách để chặn. Nó làm cho người ta sợ cái năm hân hỷ đấy. Đáng nhẽ là niềm vui mà nó làm cho người ta thành cái nỗi gọi là ám ảnh. Rất sợ cái tuổi 49-50. Bắt đầu từ 49 thì 49 là năm cực kỳ kinh khủng. Mục sư có thể nói rõ xem là cái năm hân hỷ là tại sao nó phải vào cái năm 50 mà không phải là những năm khác. Đấy là Chúa quy định như thế mà. Năm 49. Năm 49 và năm 50. 7-7-7-7-49 tức là sau 7 lần 7 năm như thế thì đến năm hân hỷ. Chúa thiết định như vậy. Chúng ta suy nghĩ nhá, anh chị em chỉ chịu khó đọc cả Cựu Ước vào, chứ không phải là chúng ta sống trong thời kỳ Tân Ước là chúng ta bỏ Cựu Ước đi đâu. Nếu mà Cựu Ước mà không có tác dụng gì thì Chúa bỏ Cựu Ước từ lâu rồi. Và thực ra Kinh Thánh nói là Cựu Ước là hình bóng của Tân Ước. Và ngay cả cái đền thờ, mô hình đền tạm ấy, cũng là hình bóng của đền thờ ở trên thiên đàng cơ mà. Mà nếu mà nó đã còn trên thiên đàng thì nó vẫn còn mãi cho đến bây giờ chứ. Tức là Chúa dùng tất cả những đấy để nói lên những cái ý nghĩa thuộc linh. Mà để có thể kinh nghiệm được ý nghĩa thuộc linh thì chúng ta phải để ý tại sao Chúa thiết lập cái này, Chúa thiết lập này có ý nghĩa gì. Nếu mà chúng ta nói rằng cái đấy chỉ áp dụng cho dân Israel thì chúng ta cũng là dân Israel thuộc linh. Còn vấn đề là mặt trời, mặt trăng thì nó không phải chỉ cho một dân tộc nào hết mà là cho cả thế giới này. Bởi vì cả trái đất này đều được vận hành bởi cái quy trình, cái chu trình vận hành của mặt trăng mà. Mùa màng cũng như thế, nó không dành cho bất cứ một cái dân tộc nào hết mà cho cả thế giới này. Khám phá cái thời điểm của Chúa phục cực kỳ là quan trọng anh chị em. Em hỏi mục sư cái này nè, có một cái này nè rất là em thấy có một số bạn mà tin Chúa kiểu tin như thế này là chỉ cầu nguyện với Chúa thôi, rồi nói chung là không làm gì chứ, thì để cho Chúa cầu nguyện thì Chúa tiếp trợ. Cái điều đó nó giống như là tất cả những cái gì đó mình cứ dâng cho Chúa hết đi rồi Chúa tiếp trợ, còn cái mình thì mình không có dự định hoặc tính toán gì hết á. Cái điều đó là như thế nào mục sư? Cái này câu hỏi này nó không liên quan đến cái không. Tạm thời mình để lại tí nhé, để xem ai có câu hỏi gì liên quan đến cái bài học này không đã. À,
Cho em hỏi cái này, vì sao mà người ta thường á, cái người mà không biết Chúa, người ta cũng theo cái quan niệm gì là nam nam bảy nữ chín, nó cũng có liên quan đến kinh thánh không nhiều sư? Hoặc là người ta bẻ lá cái gì, mình nếu mà ta về cái gì thường ta nói là nam thì phải bảy lá mà nữ phải chín lá, thường thường là vậy á. Câu hỏi khá là thú vị đấy. Khi mà tôi chia sẻ, bắt đầu anh em là bắt đầu tự đặt câu hỏi cho những cái thực tế rồi đấy, để liên hệ với kinh thánh rồi đó, rất là tốt. Nam 7 và nữ 9, cái này thì tôi chưa nghiên cứu về một góc độ nào đó để nó có liên quan tới kinh thánh hay không thì tôi chưa biết. Nhưng mà chúng ta hãy cứ suy nghĩ tất cả cái đấy nha. Nào, nó đều, ví dụ như là người đời người ta hay có cái khái niệm vía, 7 vía 9 vía, và người ta nói là khi mà ma nó bắt bắt được 3 vía hay 4 vía đi thì có nghĩa là nó bắt càng nhiều thì người đấy cái độ kiểm soát, tự kiểm soát bản thân sẽ mất dần đi. Nếu mà bắt hết vía đi có nghĩa là người đấy mất hoàn toàn khả năng kiểm soát. Thì nó cũng tương đồng với cái sự dạy dỗ trong cái lĩnh vực giải cứu, tức là ở nhiều mức độ khác nhau. Khi mà tà linh nó kiểm soát ở mức độ nhẹ, mức độ nặng, nếu mà kiểm soát ở mức độ hoàn toàn thì chúng ta gọi đó là mức độ chiếm hữu, nó khác nhau trong cái cách diễn đạt thôi. Nhưng mà đấy là những cái mà chúng ta cũng nên, tất cả những cái gì mà cái niềm tin người ta gọi là mê tín ấy, mà thế giới tăm tối họ vận hành ấy, là chúng ta nên để ý suy nghĩ để so lại với kinh thánh, và đồng thời chúng ta cầu nguyện để xem nó vận hành như nào và mình chống cự lại nó. Rồi cái gì mà 7749 ngày đó thầy? Sau khi người ta chết cúng 7749 ngày gì đó, rồi cúng vỡ mã gì nữa đó. À, cái này thì tôi chưa nghiên cứu kỹ, chưa nghiên cứu để có đủ thông tin để nói với mọi người tại sao người ta lại cúng 49 ngày. Rồi tại sao người ta lại bốc mộ? Đấy là những cái khái niệm của người miền Bắc theo cái văn hóa của Trung Quốc. Bốc mộ. Bốc mộ tức là sau 3 năm thì bốc mộ. Bốc lên. Giải mã, giải mã gì? Mà sau 3 năm hoặc không phải là 4 năm hoặc 5 năm. Cái này để nghiên cứu thêm vào lúc khác. Cái câu hỏi của đầu tiên của em là gì nhỉ? Là nam 7 lá, nữ 9, thường là nam 7. Ta nói là cái câu gì nè? À đấy, tôi vừa nói 7. 7 đây tới là liên quan đến vía. Trong kinh thánh thì hiện tại bây giờ thì tôi chưa biết cái chỗ nào nó có thể dùng để mà đối chiếu so với cái niềm tin này của người Việt. Đây là cái phần sáng thế ký mà cái Chúa tạo nên Adam và Eva, khi mà bẻ hai cái xương sườn để tạo nên người nữ là người nam, là mất hai cái xương sườn. Không 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 có, thì nói là lấy xương sườn thôi. Lấy xương sườn thì có thể, đây là lấy một cái. Có thể. Mình chưa liên hệ được như thế đâu. Vì trong cái thế giới tăm tối nó có nhiều điều lắm. Cái đấy nó chỉ là một trong những điều đó. Nó rất là những điều, nhiều điều khác. Cái vấn đề là nếu mà anh chị em hoạt động trong cái lãnh vực thuộc linh ấy, thì chúng ta phải hiểu về cái kẻ thù của chúng ta như thế nào. Thì chỉ chúng ta đánh trận nó rất là dễ. Ví dụ như là khi nhìn một cái biểu tượng thì chúng ta biết là à đây là cái biểu tượng của Phật giáo, hay là biểu tượng của Sơn Thủy, hay biểu tượng của cái tôn giáo nào đó, thì chúng ta hay của cái tà linh nào đó, thì chúng ta mới biết cách để mà chống lại nó. Trong hội thánh của chúng ta ở bên đấy, anh chị em thì có hay cầu nguyện giải cứu không? Từ sau cái đợt mà tôi đến tôi cầu nguyện cho anh chị em thì mọi người có cầu nguyện giải cứu cho những người mới thấy khó không? Mình thấy đóng tiêu rồi à. Tôi cầu nguyện làm việc trong cái lĩnh vực giải cứu này cũng nhiều năm, thành ra là mỗi một năm thì lại thêm cho mình một cái kinh nghiệm làm việc trong thế giới thuộc linh, thành ra những cái kiến thức của mình
mình thu lượm được từ cái việc giải cứu ấy, mình so lại với Kinh Thánh thì mình thấy có rất là nhiều cái điểm tương quan, và nó làm cho mình hiểu Kinh Thánh rõ hơn, và hiểu Kinh Thánh rõ hơn thì mình lại đánh trận tốt hơn nữa. Ok, có ai có không? Amen. Amen. Tàn Ngọc Thi. Câu hỏi cái lễ tang ấy mà nó cũng sau 3 ngày ấy, là cũng 3 ngày đấy, thì là có tương ứng với lại ngày Chúa chết 3 ngày xong sống lại. Bây giờ thấy ra là đang cúng như thế đấy. chưa biết mình chưa dám nói. Ngày hôm nay thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh tới một điều là anh chị em hãy để ý về thời điểm của Chúa. Trong một ngày thì chúng ta đặc biệt chú ý vào cái lúc mặt trời lặn, tức là lúc cái giao ngày đấy, từ ngày hôm trước sang ngày hôm sau ấy. Thì nếu như anh chị em mà đang đi đường hay đang ở nhà hay đang làm việc thì cũng thầm nguyện gì lại Chúa, xin cho con nghe được tiếng phán của Chúa, cái điều gì Chúa đang khai phóng vận hành trong giờ điểm này. Mà anh chị em cũng để ý nhé, cái giờ điểm đấy là cái giờ mà tai nạn cũng thường xảy ra rất là nhiều, và trong cái giờ đấy chập choạng thì tai nạn thường hay xảy ra. Thế là Chúa khai phóng thì ma quỷ nó cũng sẽ khai phóng thế lực của nó vào trong cái lúc đó, thì chúng ta nên để ý vào trong cái lúc chạng vạng ấy, lúc tranh sáng tranh tối đấy. Vì đấy là cái lúc mà giữa quyền lực của Chúa và quyền lực của ma quỷ đang có một cái sự tranh giành, và thế lực nào thắng lại tùy thuộc vào chúng ta. Nếu mà chúng ta chống cự nó thì thế giới của Chúa sẽ thắng, còn nếu chúng ta để nguyên thì là cái thế lực của tăm tối nó sẽ thắng. Và ngày mùng 1 và ngày hôm rằm là hai cái ngày mà anh chị em cũng hãy để ý, và tôi cũng đề nghị nếu anh em có thể nhóm nhau lại được thì anh em hãy nhóm lại thờ phượng tự do trong Thánh Linh. Tất nhiên vẫn cần phải có người hướng dẫn, nhưng mà hát khai phóng những cái bài của Thánh Linh, rồi cầu nguyện để chống cự lại những cái quyền lực của tăm tối, các linh nó vận hành trong cái ngày đó. Và anh chị em sẽ thấy có một cái sự đột phá rất lớn. Và tôi cảnh báo trước nhá, khi anh chị em nhóm lại vào trong những ngày này thì bản thân anh chị em cũng có thể là đối tượng mà bị nó tấn công đó. Vì bắt đầu chúng ta nhóm lại là nó sợ lắm. Vì công việc con đang an ổn mà, bây giờ mình tự nhiên mình cứ túm đầu túm cổ nó, đánh vặt tay vặt lông của nó làm sao nó chịu, nó để cho mình yên. Mục sư ơi, mục sư nói chập choạng giờ là khoảng mấy giờ nhỉ? Tùy vào giờ phù hợp, nhưng mà thường là cứ mặt trời vào lúc mặt trời lặn, chuẩn bị lặn và sang một ngày mới. Ở đây thì chúng tôi nhóm vào lúc 6 giờ. 6 giờ tối đấy. 6 giờ hoặc 6 rưỡi là cái giờ mà giao ngày đấy. 6 giờ sáng cũng như là 6 giờ tối ấy nhỉ? Không, 6 giờ tối chứ. Một ngày mới bắt đầu vào lúc mặt trời lặn của ngày hôm trước mà. À, đúng rồi. Không phải, nhà không phải là nhóm vào buổi sáng đâu, mà nhóm vào cái buổi chiều tối đấy. Amen. Amen. 6 giờ cho đến nhóm càng lâu càng tốt. Ghi vào đây, để tí nữa gửi cho vợ. Ghi vào đây, vậy là anh Thế đang chuẩn bị dẫn đầu hả? Đây này, sao thế tính mà dính hung quá. Tính mục sư dẫn đi. Mới à, mục sư dẫn đi. Không, cái ngày đấy có kinh nghiệm. Có nhóm lại. Bao giờ cũng nhóm lại vào cái ngày đấy, gần như là không có bỏ qua. Và những người nào nhóm lại thì họ đều rất thích, vì cái bầu không khí của nó rất khác với cái buổi nhóm ngày chủ nhật bình thường. Ok, anh em mình biết rồi, cứ ngày đấy là đánh trận cho nó tơi bời hết, tiêu diệt hết Satan ma quỷ, danh Chúa Jesus diệt hết. Amen. Alleluia. Anh nói dẫn đầu nha. Anh nói vậy nha. Ngày đấy cứ cầu nguyện tiếng lạ rồi cứ thờ phượng rồi thì nó ung đầu nhức óc. Trước buổi thánh tân nay mình khi mà thầy Vũ còn ở bên này thì cũng nhóm vào chiều thứ bảy vào lúc 8 giờ 9 giờ gì đó mà.
9 giờ là hơi muộn. Hơi muộn. Tức là đối với thầy ấy thì thầy nghĩ là nên nhóm vào cái giờ giao ngày thì nó tốt hơn, vì cái giờ đó là giờ mà chuyển giao của một ngày cũ sang một ngày mới. Thì khi mình nhóm lại, mình khai phóng những cái điều của Chúa đó, thì chúng ta sẽ nhận và kinh nghiệm được cái nhiều những cái điều tốt lành. Bởi vì mỗi một giờ khác nhau, mỗi một thời điểm khác nhau, Chúa khai phóng những điều khác nhau. Ví dụ anh em nhóm giờ nào cũng tốt, nhóm 9 giờ, nhóm 10 giờ cũng tốt, nhưng mà anh em sẽ không kinh nghiệm được cái phước hạnh của giờ của 6 giờ hoặc 6 rưỡi đấy. Vì trong cái giờ đó là Chúa khai phóng một điều khác. Và cần phải nắm bắt được những cái thời điểm mấu chốt mà Kinh Thánh đã liệt kê đấy, để mình có thể nhóm lại và thờ phượng Chúa. Mục sư ơi, như vậy thì cái giờ sáng nó em nghĩ nó cũng quan trọng nhỉ, bởi vì nó hay gõ mõ vào 3 giờ 4 5 giờ sáng, nó như vậy mình con cái của Chúa cũng phải dậy, mà mình đánh trận buổi sáng chứ lúc mình 6 7 8 giờ mình mới dậy mà nó không ăn thua bằng lúc mình dậy sớm hơn được cơ nhỉ. Buổi sáng nếu như anh em làm được cả cái điều đấy thì càng quá tốt. Amen. Thấy rằng là Chúa Giêsu là dậy rất sớm mà lên núi để cầu nguyện ấy, từ lúc tờ mờ sáng, có nghĩa là rất là sớm, tầm 3-4 giờ ấy. Thì bên quyền lực tối tăm nó cũng vậy, 3 giờ nó đã dậy một chiêng gõ mõ rồi, nó rất dậy sớm mà nó cũng làm ầm ĩ lúc đấy. Nếu như mà anh em mà ví dụ những cái giờ mà, ví dụ như là ngày 30 Tết bắt đầu người ta chuẩn bị cúng ấy, đó, mình nhóm vào tầm sớm nhé, nhưng mà đến cái tầm gần tầm đấy là mình nhóm lại được mà mình thờ phượng, mình cầu nguyện để hủy phá nữa thì càng tuyệt vời. Thì nó sợ lắm, nó rất sợ. Tiếng lạ, tôi nói với anh chị em nhé, tiếng lạ với âm thanh của các cái âm thanh ấy, nó rất là sợ. Trong cái kinh nghiệm đuổi quỷ của thầy đấy, là khi mà cầu nguyện tiếng lạ nhé, cứ dí thẳng vào mồm mình, vào tai của cái người bị quỷ ám nhé, xong rồi cầu nguyện nhé, rồi ôi nó run, nó sợ, nó la hét ầm ĩ. Bản thân mình thì mình không hiểu hết cái ngôn ngữ mình đang nói. Có khi chú mở mắt cho, mở tai cho mình hiểu thông giải, nhưng có khi thì phần lớn thời gian là không. Nhưng mà cái âm thanh nó cứ nói thẳng vào tai, nói thẳng vào cái tai mà người bị quỷ ám ấy, ôi giời, nó sợ lắm. Rồi tiếng tù và cứ thổi. Em muốn hỏi thật một điều. Nó không liên quan gì đến bài học, nhưng mà em muốn hỏi là ở trong thế giới thuộc linh ấy, trong thế giới thuộc linh bò nó có ý nghĩa gì hả thầy? Tùy nha. Ví dụ như là đối với Kinh Thánh thì là bò lại là biểu tượng của Chúa Giêsu đó. Em biết là bò là biểu tượng của Chúa Giêsu trong các sách phúc âm, nhưng mà trong thế giới thuộc linh thì nó còn ảnh tượng gì nữa không? Con bò đực hay là tùy từng văn hóa. Tùy từng văn hóa, ví dụ như đối với người Việt Nam mình ấy, khi đang cầu nguyện mà nhìn thấy hình con bò đấy thì có thể mình sẽ nhìn một góc độ tích cực, nhưng mà đi sang Ấn Độ ấy thì con bò lại là một cái tà linh, vì đó là người ta thờ con bò. Nhưng mà mình sẽ thấy nhé, là nó có cái điểm tương đồng, tức là thường những cái con vật mà nó bẩn, nó sống vào đêm, như là con rán, con chuột, con cú, hay là những cái con dữ dằn ăn thịt để xé xác con khác, như con gấu, con sư tử, hay là những cái đấy ấy, thì nó là biểu tượng của ma quỷ. Đó. Thì nó những cái con vật nó sẽ thế giới vật chất này nó mô phỏng được một phần nào về thế giới thuộc linh. Em có nằm mơ nhìn thấy một đàn bò, mà cái hình ảnh một đàn bò đó đến bây giờ lâu lắm rồi, chắc phải gần một năm rồi, nhưng mà em vẫn mỗi khi nghĩ đến cái giấc mơ đó là em lại rưng rưng nước mắt. Đàn bò như ở trong cái câu chuyện của Joseph thì lại đàn bò lại mang ý nghĩa khác. Joseph mơ con bò gầy, con bò béo đấy. Thì nó lại mang ý nghĩa khác. Thì mỗi một cái ngữ cảnh thì mình phải cầu nguyện để Chúa cho mình hiểu đó là cái gì. Bây giờ tự nhiên em nói mỗi thế thôi thì rất là khó hiểu. Em tự phải cầu nguyện là Chúa ơi, cái đàn bò trong cái giấc mơ đấy là có ý nghĩa gì đối với con.
Trung Ly đâu mà Trung Ly im lặng ấy nhỉ, chưa nghe tiếng Trung Ly này. Thúy đâu? Thúy bỏ đi đâu rồi? Mục sư hỏi Thúy. Trung Ly. Trung Ly à? Trung Ly là con trai, con này tên là Thúy. Biết rồi, đang nói Trung Ly không thấy tiếng tâm gì. Nó đi lên lòng. Thắm à, thắm đâu rồi, thắm rồi, ra rồi, sai ao rồi. Không, vẫn đang, thế cũng đang nói về vấn đề con bò ấy, đang nói về, đang hỏi sư về cái châm ngôn đoạn 14 câu 4 ấy. Nói là đâu không có bò thì bỏ máng cỏ sống không, nhưng mà thiếu hoa lợi là do lơi bò đực mà ra. À. Đấy cũng liên quan đến bò đấy ạ. Nó nhiều nghĩa lắm, bò có thể nói đến đầy tớ Chúa, những người phục vụ Chúa cũng được ví như con bò. Người chớ khấp miệng con bò khi nó đang đạp lúa. Đâu không có bò, máng cỏ trống không, bò đấy nó còn mang ý nghĩa là bầy chiên của Chúa lắm. Như ở chỗ công ty của em đây có mấy người họ theo Lê Pan ở đây cùng thì người Ấn Độ kia họ cũng không ăn thịt bò luôn, họ thờ bò, họ không ăn. Mà nhiều hoa lợi là do bò đực mà ra, có nghĩa là ý nói đến cái tầm quan trọng của con bò đực. Anh em cứ bắt đầu nhóm lại đi, nhóm lại đi thì anh em sẽ kinh nghiệm được cái phước hạnh của việc nhóm lại này. Nhưng mà tôi phải nói trước là anh em phải lên học hơn, nhiều hơn nữa về những cái trận chiến thuộc linh và về thẩm quyền thuộc linh. Để chúng ta bước vào trận chiến thì chúng ta biết đánh là như thế nào. Khi là cái linh nào nó nổi lên là bắt đầu mình phải túm đầu túm cổ đánh luôn. Rồi khi mà Chúa bày tỏ một cái điều gì đó là bắt đầu mình phải khai phóng nó luôn. Ví dụ như là Chúa bày tỏ cho anh chị em nào đó là đang khai phóng cái sự chữa lành, đang cầu nguyện cho một ông A và B nào đó ở đâu là bắt đầu mình khai phóng luôn, cầu nguyện luôn. Và khi mà anh chị em nhóm lại như thế nhé, và thờ phượng ở mức độ đấy, anh chị em đã thấy là cái mức độ thuộc linh của mình tăng trưởng một cách rất là khác biệt, tăng trưởng một cách vượt trội luôn. Anh thấy dẫn dắt cả đội nha. Rồi. Anh chị em tự sắp xếp, ai là người dẫn dắt mọi người. Để dẫn dắt nào, em hỗ trợ. Chưa nhóm trực tiếp được thì nhóm online. Hiệp ý với nhau thờ phượng, lắng nghe tiếng Chúa, khai phóng các ân tứ, cầu nguyện để hủy phá những cái lực tà linh. Tới hôm đó thì có mục sư Duy đấy ngồi vào hướng dẫn luôn, đánh trận đấu một đầu cho nó. Về những cái tối hôm đấy là hội thánh của mục sư cũng có nhóm rồi, không nhóm cùng anh em được. À vâng, thế thì mình phải tự sửa thôi, anh em mình tự đánh thôi. À, tự nhóm thôi. À, mình cứ đánh cái đậm mà đó mấy anh chị em này biết. Cứ đánh đại hả? Cứ đánh đại mục sư. Cứ nhóm đi, cứ nhóm bình thường thì chưa dẫn dắt thì đâu, cứ nhóm vẫn thờ phượng, hát thánh ca. Nhưng mà hát cái người chọn một người hướng dẫn là để người đấy sẽ cầu nguyện để Chúa dẫn dắt, cho chọn cái bài mà nó tập trung vào, đừng hát những cái bài hát cho nhau nghe nha, mà hát về những cái bài tôn cao Chúa Giêsu và những cái bài khai phóng về các ân tứ thánh linh hay là đánh tan quyền lực của ma quỷ, nên chọn những bài như thế. Còn đâu những cái bài hát cho nhau nghe như là có Chúa dắt đưa đời tôi thấy hở lòng thì nên hát vào những cái buổi nhóm thờ phượng bình thường. Còn đây là cái giờ mình cầu nguyện chiến trận và khai phóng ân tứ thuộc linh mà. Đấy rồi hát trong tiếng lạ, hát trong tiếng lạ, cầu nguyện hát khi mà một người nào đó được cảm thúc để nói tiếng lạ cho tất cả những người khác cùng nghe thì cầu nguyện để chứa cho một người thông giải. Đấy. Đấy, bắt đầu một người thông giải để giải nghĩa cái thông điệp tiếng lạ đấy. Rồi khi nào đó đang cầu nguyện thì tự nhiên một người nào đó để mà tôi thấy một cái con quỷ nào đó nó hiện lên như nào, nó đang ở đâu ấy, thì bắt đầu mình tập trung hướng về đấy. Ví dụ như một người thấy nhá, là tôi đang thấy nó một con quỷ nào đó hoặc là ba bốn con quỷ nó đang vận hành ở trong cái chùa Ba Vàng chẳng hạn, thì nhân danh Chúa ngay, dừng nhân danh Chúa để mà hủy phá cái tà linh đấy.
chúng ta vừa nhóm vừa trao đổi với nhau chứ không phải là tương tác một chiều đâu. Tất cả hôm xưa thì đôi khi em cũng có cái sự bày tỏ mà mình không dám nói á, sợ người anh em người hội thánh nào kia họ này mình lại buồn hoặc là họ nghĩ mình là cái loại đấy kia, mình không dám nói. À không, chúng ta nên nói, chúng ta nên nói trong hội thánh của tôi thì tôi khuyến khích tất cả mọi người ai nhận được bất cứ cái gì thì nên nói, dù có thể điều đấy không đúng vẫn cứ nói, bởi vì mình đang là học sinh thì mình không phải là giáo viên, không phải là giáo sư gì đâu. Kiểu như mình cũng đang tập thôi, mình cũng chưa có sai gì, chấp nhận là mình sẽ có sai đâu, phải đòi hỏi là toàn hảo, là mình nói cái gì cũng đúng hết, hóa ra thì mình là thành tiên tri rồi. Mình đâu có phải là tiên tri đâu, phải chứ máy gì đi. Mình cảm nhận trong tâm linh như thế nào, mình thấy cái gì trong hình ảnh nào lúc cầu nguyện mình cứ nói ra. Thì mình chỉ nói, mình không dùng từ Chúa phán, mà mình chỉ nói là tôi thấy điều này, tôi nghe thấy điều này, tôi cảm nhận thấy điều này, thế thôi. Ok chưa? Amen. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em cứ làm để Chúa dẫn dắt. Bây giờ cầu nguyện cho mọi người nhé. Amen. Cầu nguyện. Amen. Bây giờ cầu nguyện tiếng lạ.